xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với lại kênh chuyện ma vũ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a gmail.com còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha số zalo của mình là 0938773799 và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi trường về cái trang facebook chuyện ma vũ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn À, còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên đó thì các bạn cũng hay là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình bởi vì mỗi một lượt đăng ký của người như vậy mình sẽ tự quy đổi ra một đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó, đó mình sẽ gom gấp lại và mình sẽ đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn trong mùa dịch này ha à, và nhớ thì khi một người đăng ký như vậy thì cũng mong muốn là à, tới cái tết này là mình sẽ nhận được cái con số là bốn trăm người đăng ký nha đó là một cái món quà vô cùng ý nghĩa với mình ha À, rồi bây giờ là mình sẽ vào tiếp mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 718 ngày hôm qua. Thì ở tập 718 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Lưu Văn Thiên Chí. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn đó chính là bạn tên là Thanh Duy Phan. Cảm ơn Thanh Duy Phan rất là nhiều và cảm ơn Lưu Văn Thiên Chí rất là nhiều hen. À, rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thì những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á là mình sẽ kể lại hết hai cái câu chuyện ngắn cuối cùng cho một bạn tên là an nhiên á ngày hôm qua có kể một cái câu chuyện mà xem tai nạn mà bị mai nhập đó không mọi người ha thì hôm nay là còn hai câu chuyện nho nhỏ nữa thì mình sẽ kể lại cho hết luôn thì câu chuyện đầu tiên bạn nói là như ngày hôm qua mọi người có nghe đó thì mọi người sẽ biết là bạn này là cái thời điểm ngày hôm qua là bạn có đi học về cái ngành tiếp viên hàng không nhưng mà tới cái câu chuyện này nè lúc đó thì bạn đã ra trường rồi ha và bạn cũng đã đi làm được khoảng cỡ một vài năm rồi à, lúc đó thì do là bạn cũng làm thuộc dạng cũng là kỳ cụ ha cũng khoảng cỡ vài năm rồi ha thành ra đó là ở bên cái hãng hàng không đó mình cũng xin giấu hãng hàng không luôn nữa nghe thì ở bên cái hãng hàng không đó là cũng cho bạn thường xuyên đi công tác và bạn nói là bạn ngán nhất là ra ngoài nha trang để mà công tác mọi người à đi thì đi tỉnh thành đi là sài gòn hà nội đà nẵng này nọ rồi rất là nhiều nhưng mà bạn ngán nhất là ra ngoài nha trang mà nói là lần đầu tiên bạn ra ngoài đó là bạn gặp mỗi câu chuyện thế này cái lúc đó đó khi mà bạn nhận được cái thông báo từ ở bên hãng hàng không đó à À, nhiên bây giờ là à, mày sẽ đi ra ngoài đó công tác rồi ở ngoài đó khoảng cỡ à, Mọi người biết tiếp viên hàng không công tác không có lâu công tác thường khoảng cỡ ba à, bốn tuần còn nếu mà dài dài khoảng cỡ hai ba tháng thôi à, là cũng à, đi chỗ khác rồi đi về sài gòn rồi chứ không ở quá lâu thì bạn nhớ cái lần hôm đó là bạn đi ra ngoài đó bạn công tác khoảng cỡ một hai tuần lễ gì đó thôi thì khi mà đi như vậy đương nhiên là ở bên hãng hàng không người ta sẽ nói với bạn là người ta ờ ừ, sẽ bao luôn cho bạn là ở một cái khách sạn ờ chuẩn ba bốn sao này nọ đâu chứ không có để bạn ở nhà trọ hay là nhà nghỉ bình thường đâu vô khách sạn giữ giữ và khách sạn đó là chuyên á chuyên môn là để những người mà tiếp viên hàng không vào đó để công tác thậm chí không phải là người Việt Nam không mà những cái người công tác từ bên nước ngoài Hàn Quốc Ấn Độ Malaysia nọ đồ những bạn tiếp viên hàng không thường đi qua đây công tác là toàn ở khách sạn đó không thì khi mà bạn nghe một khách sạn mà họ họ chuyên về những cái tiếp đãi hành tiếp viên hàng không như vậy đó thì bạn cũng thấy là cũng rất là yên tâm nhưng mà rồi đó khi mà bạn lên cái chuyến bay thì để bạn bay ra ngoài nha trang đó để bạn đi công tác đó thì ở trên chuyến bay đó mà nói là tiếp viên hàng không khá là nhiều và trong đó là còn cũng có một vài người là những bạn nước ngoài nữa thì cũng trao đổi với nhau qua bằng một vài câu tiếng anh đó thì bạn mới thấy là tất cả những người này đều tỏ một cái vẻ giống như là khá là sợ khá là sợ khi mà phải ở trong khách sạn này còn về chi tiết câu chuyện thế nào đó, thì họ không có dám kể tại vì họ sợ là trên máy bay mọi người biết rồi trên máy bay thì thường là sẽ có những cái thiết bị ghi âm này nọ để người ta phục vụ um, tốt hơn kiểu như vậy đó thành ra là những cái lời nói chuyện hầu như là không có thoát khỏi được ở bên hãng à thành ra là họ kiểu như họ nói mấp mé là mọi người nói trời ơi tới đó nữa rồi kiểu vậy ha mình nói ví dụ đó à, trời ơi ở khách sạn ở nữa rồi hả trời mệt ghê đó rồi sao ngủ nghe gì được đây à, kiểu kiểu như vậy đó thì bạn cũng rất là thắc mắc mà nói Ủa sao kỳ vậy ta được nghe nói là khách sạn chuẩn 3, 4 sao đồ mà Đáng lẽ phải ngủ ngon chứ Chứ còn bình thường mà tiếp với hàng không trong Sài Gòn nha Mà bữa nào mà chạy gấp đó nha Ta nói nha ngủ trong kho trong bãi không đó Mấy cái chỗ mà để đựng ba cái vali này nọ đồ của hàng ký gửi của khách hàng đó Là nằm đại nằm ngủ ngủ nguyên đêm ngoài đó luôn á Còn này được vô khách sạn 3, 4 sao ngủ Sướng thấy bà mà mà mà, mà làm gì mà mà sợ dữ vậy nhưng mà rồi bạn cũng không có hỏi nhiều Người ta đã nói mấp mé Người ta không có nói thẳng ra là biết có vấn đề rồi Thành ra bạn tới đó bắt đầu là bạn mới nhận phòng Bạn mới ở chung với lại với lại một cái người nữa Một cái cũng là cũng dạng tiếp viên hàng không luôn Mà bạn kêu bằng chị ha thì vào trong cái phòng đó đúng thật sự là khi bạn xuống tới khách sạn mà thấy điện ba bốn sao thiệt trời ơi nó hoành tráng mà nó mới mà nó sạch sẽ tất cả mọi thứ nha lên trên những cái phòng thì cái phòng cũng tương đối là rộng rộng kiểu như là rộng quá nhiều so với có có hai ba người ở thôi lúc đó đó là có hai cái giường đơn dành cho hai bạn nữ ngủ nè thì tới đó đó bạn khi mà vừa tới lúc đó là buổi sáng rồi bạn còn chạy ra ngoài sân bay bạn làm tất cả mọi thứ công việc cho tới chiều tối đó thì bắt đầu là bạn mới quay về khách sạn đó mà bạn ngủ Lúc đó trong phòng này á, là có hai người Có một cái chị tiếp viên kia nữa Nhưng mà hình như là chị bay khá là nhiều chuyến trong một ngày Đâm ra chị mệt rồi Chị cũng nằm đó, chị ngủ, chị cũng chào hỏi qua loa chút xíu rồi Tắm rửa này nọ rồi cũng ngủ rồi Thì bạn mới lên trên cái giường bạn ngủ Khoảng cả 10 giờ mấy là bạn mới nhắm mắt bạn ngủ nha 5 giờ mấy ngày hôm sau là bạn phải phải có mặt ở sân bay để làm công việc đó thì bạn nói là bạn đang nằm ngủ như này cái cái, cái tật cũng không phải là tật đó mình người bình thường mà mình ngủ thì cái giường của mình mình nằm có mình ha đây là một cái giường đơn nha mọi người nha, đây là một cái giường đơn để chỉ dành cho một người nằm thôi, thành ra là bạn nằm bạn ngủ và nằm ngửa như mọi người bình thường như mày nè. Thì nhiều khi đàn bạn gái ngủ cũng hơi mất nết chút, cũng gian tay gian chân rồi banh hàng banh, banh hàng banh càng kiểu như vậy. Thì bạn nói là bạn đang nằm ngủ thế này là bạn nói là bạn cảm nhận rõ ràng mới vừa vô giấc khoảng cỡ đâu nửa tiếng đồng hồ đó chứ không nhiều. Thì bạn cảm nhận rõ ràng được là có nguyên một cái bàn tay Mọi người tưởng tượng nha, đang nằm ngửa nha, có nguyên một cái bàn tay nha Bóp vô trong cái vai của bạn như mày nè, bắt đầu là kéo cái vai của bạn lật qua Mọi người nhìn vô màn hình mình diễn tả đang ngủ đúng không Có cái tay như vậy nè, mới kéo bạn lật qua như vậy nè, cho bạn nằm nghiêng qua Cho bạn nằm nghiêng qua một bên sát vô, còn đẩy bạn nhẹ nhẹ sát vô trong cái mép giường Nhưng mà không hề kiểu như là đẩy bạn xuống giường nha, không hề đẩy bạn té xuống giường Mà chỉ đẩy bạn cho bạn kiểu như là nằm sát qua bên cái giường vậy thôi giống như cái kiểu ờ ừ, là là cái giường nó có bạn mình tới ơi mày xích qua cho tao nằm kiểu như vậy đó mọi người đó là bạn khi mà bạn mở con mắt ra được rồi thì bạn thấy bạn đang nằm nghiêng này. À, kiểu như quay qua đây là bạn thấy bạn đang nằm nghiêng quay qua như vậy bạn mở mắt thò lỏ ủa gì trời à kiểu như bạn đang bị ngái ngủ bạn đang kiểu như là bị mình mình bị say ke mình không biết chuyện gì nữa ủa vậy trời Chứ không lẽ bà kia hồi, hồi, hồi chiều đi máy bay đó chứ bà nghe tụi tiếp viên hàng không nó nói gì bà sợ bà, bà, bà chen qua đây bà ngủ chung với mình hay gì ta nhưng khi bạn ngồi về bạn dòm qua bên giường bên kia thì bà kia bà ngủ ba ngái o o à không có ai trên phòng có hai người trên giường của bạn cũng không có cái gì trơn không lẽ mình, mình 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 mớ ta nhiều khi ngủ lạ giường mình mớ hay gì kỳ vậy nên bạn cũng dòm kỹ dòm tới dòm lui cũng không có gì thôi cũng mình cũng nằm xuống mình ngủ nữa tại vì mai mình còn phải ra ngoài hãng sớm à rồi bạn nằm xuống mà ngủ nữa thì ngủ đâu cũng lâu lâu à cũng khoảng cỡ tiếng tiếng mấy đó cái bị nữa đang nằm ngủ bên đây nằm ngủ và bệnh chừng bàn tay mình ngủ như vậy nè đó tự nhiên không có ai lật cái dài lật qua như vậy nè không phải là đẩy nha không phải là đẩy từ đằng sau đẩy tới mà bạn nói là cảm giác bị kéo Mọi người phải phân biệt rõ cái bị kéo và bị đẩy là hai cái nó khác nhau Bạn cảm nhận được là có ai đó một cái bàn tay rõ ràng không sai đâu Đó là dịnh vô trong cái vai của mình bắt đầu là lật mình qua À lật mình qua mà một cái lực rất là nhẹ chứ không phải là quá mạnh Chứ nếu mà mạnh quá thì bạn rớt xuống giường rồi Cái giường đôi nó bề ngang nó có 1m2 chứ nhiêu Chỉ là lật bạn nhẹ nhẹ đủ cảm nhận được thôi là dịnh cái vai của bạn lật bạn qua đây như vậy nè mở mắt ra một cái nữa cũng không có ai mà nhìn qua bên kia thì bà kia bảo cũng ngủ rồi thì tới cái lần thứ hai này bắt đầu là bạn biết nga bắt đầu bạn nghi nghi trong bụng rồi, rồi xong rồi không lẽ uh, hồi chiều mà mấy nhỏ tiếp viên đó, nó nói là nó nói về cái vụ này ta cái vụ ma vụ cỏ này ta tại vì hồi chiều là mình nói rồi là họ chỉ nói mấp mé thôi bạn chỉ tưởng nó ừ là trong đây nè à, chăn nó bị hôi nó bị ẩm mốc nhiều khi có rẹp hay là phòng có mùi không ngủ được chỉ thấy người ta nói đi nói lại là không ngủ được không ngủ được không ngủ được không hề nhắc tới chuyện ma cỏ không hề nhắc tới chuyện tâm linh đâm ra tới bây giờ bạn biết à thì ra là những cái người hồi chiều người ta nói không ngủ được là bị cái vụ này chứ không phải là cái vụ mà tại phòng ốc nó thơm tho mà chuẩn ba bốn sao mà sạch sẽ thơm tho máy lạnh điều hòa chạy vù vù vậy đó mà mình nên bắt đầu bạn ngồi với nó chết chết rồi rồi sao ta mình không có chuẩn bị trước tại vì bạn đi ra đây bạn cái nghề tiếp viên hàng không nó thường nếu mà ngủ lại sân bay nọ đồ thì cũng có những vài người tin tâm linh như người ta kỹ lắm chuẩn bị tỏi hay là dao hay là những cái việc cái gì về tâm linh nó kinh chú này nọ rồi nếu mà bên đạo đó nhưng mà lần này thì bạn nghĩ là thôi đi trong phạm vi Việt Nam thôi Thành ra là bạn không có chuẩn bị kỹ Không có hề đem cái gì mà gọi là tâm linh, tâm đồ Thậm chí là dây chuyền Phật cũng không có luôn Cũng hơi lo lo chút xíu mà bạn cũng chấp cái tay là bạn xá xá mà không nói gì nha Trước này là chưa có nói gì chân Chỉ là xá 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 xá, xá, xá Im gu mà không nói gì xá 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 gì nè Buồn ngủ quá Mai còn phải đi ra làm sớm Áp lực công việc dữ lắm mọi người Tiếp viên hàng không nè Lương cao là đồng thời phải có áp lực cao ha rồi mới nằm xuống ngủ thêm một cái lần thứ ba thì ngủ thêm cái lần thứ ba cái lúc này đó ngang là họ làm mạnh hơn cũng y chang hồi nãy thôi nhưng mà cái lực của họ mạnh hơn giống như là, ừ là sao mày lì dưới mày là mình mọi người tưởng tượng kiểu như vậy nó trời ơi tao lật mày mấy lần nãy giờ tao bực bội ngang sao mày lì quá vậy kiểu vậy đó cũng đang nằm ngủ chút xíu cái bắt đầu là giật cái dai bạn bạn hiếu điều bạn nói là muốn muốn sụi cái dai luôn á muốn trật khớp cái dai của bạn luôn bạn nghe một cái cục như vậy nè giật cái dây bạn nga một cái cục như vậy nè đó và bạn chới giới chới giới xém chút xíu nữa là bạn lọt xuống dưới dưới đất luôn đó nghe Là cái lực nó mạnh hơn gấp mấy lần hồi nãy Hồi nãy là nhẹ nhẹ còn bây giờ là nghe một cái cụp một cái bạn mở con mắt ra một cái bạn định hình, hình một cái đó nghe Là bạn không còn nằm nghiêng nữa mà thiếu điều bạn muốn nằm sắp luôn rồi đó Đang từ nằm ngửa mà họ lật một cái thiếu điều bạn muốn nằm sắp luôn thì mọi người tưởng tượng cái lực nó mạnh cỡ nào Trời ơi, sợ điến hồn trang là bật ngồi dậy luôn lúc đó là cũng khoảng cỡ 3 giờ mấy 4 giờ rồi mà trong khi đó 5 giờ rưỡi là phải có xe đưa rước lại đưa bạn tới hãng đưa đưa tới uh, sân bay cái nghe hãng hãng đưa bạn tới sân bay thành ra là bạn thôi bây giờ còn có chừng tiếng tiếng máy thôi thức luôn chứ biết sao giờ có ngủ nghe cái gì được đâu à rồi bạn cũng ngồi với bắt đầu thì cũng niệm phật cũng có nhưng mà niệm phật một vài câu nó ừ thôi bây giờ mình có ngủ ở đâu thôi bây giờ mình bật cái đèn ngủ đầu giường lên rồi cầm điện thoại câu chuyện này mới xảy ra mới đây thôi cầm điện thoại lướt facebook facebook đồ này nọ chứ biết làm sao giờ thì một chút xíu sau đó là cái bài chị bà mới dậy bà nói ủa ờ, nhiên vậy dậy sớm dưới cưng sao trời tối hôm, hôm qua ba ăn chiến dài rồi sao hôm nay không ngủ nghe đi nói chị ơi em ngủ không được em uh, không biết nói chị tin hôn chứ em bị uh, ma nó nó hù nó chứ nó quậy hoài em ngủ không được đó thì bà chị kia là đã, gọi, đã gọi là bài chị có nghĩa là đã làm lâu năm trong tiếp viên hàng không rồi thì bảo cũng cười nhẹ nhẹ cái nó ừ thì đó tao mà mỗi lần mà tao đi công tác mà tao nghe mà tới khách sạn ở Nha Trang mà công tác mấy tuần là thôi tao rầu dữ lắm. Bây giờ họ chịu trên sân bay đó tại vì tụi nó nói mấp mé mày cũng thông cảm đi trên đó đâu có nói được đâu trời ơi bên ghi âm người ta mà bên ở bên hãng bên giám đốc và nọ người ta quản lý người ta nghe được cái là bị cắt lương giảm lương tùm lum hết trơn đó nó còn ảnh hưởng tới sân bay ảnh hưởng tới hãng máy bay ảnh hưởng tới thương hiệu ảnh hưởng thậm chí là cái khách sạn mà họ đang công tác nữa tại vì hai bên kiểu như là hợp tác với nhau mà thành ra là không có nói được những cái bậy bạ à, nhưng mà bây giờ nè chỉ có hai chị em ngồi với nhau thôi khách sạn thì đương nhiên là họ không gắn ghi âm rồi thì lúc này cái bài chị kia Bà mới ngồi bà kể kỹ lưỡng lại Bà nói là thật sự luôn á nha Chị nói với cưng á Chị làm đây cũng mấy năm khách sạn này Chị ở đâu tới lần này cũng lần thứ ba thứ tư rồi Mà lần nào chị tới đây Chị cũng không có nghĩ là cái khách sạn này nó có ma Tại vì thật sự là mọi người biết rồi Thành phố Nha Trang là một cái thành phố du lịch Khá là nổi tiếng Thậm, thậm chí là nằm trong top 5, top 10 ở Việt Nam mình luôn đó thành ra là khách sạn này nọ đồ nó rất là sạch sẽ, tươm tất, thơm tho Thậm chí là kiếm một cái góc nào đó âm u còn không có nữa đó Nhìn không không thể thông tài nào mường tượng nó là có ma Vậy đó mà bị hụ bị chọc hoài Nên cưng là cưng bị sao? Cưng nói cưng nói chị nghe coi Ờ là em bị ừ là kéo dai, bị lật cái dai vậy đó Thì bà này bà nói ừ ờ, vậy là người ta xin nằm chung đó Cái này nói nó nghe hơi tế nhị nha chỉ giống như là tiếp viên hàng không thì họ đương nhiên họ phải có một cái ngoại hình à, thì họ phải có ngoại hình thì bây giờ người mình còn mê thì ma họ cũng mê vậy đúng không người, người, người tiếp với hàng không ai nhìn xinh xinh xắn này nọ đồ ai mà không mê thì bên kia vòng bên vong bên người âm này nọ đồ thì người ta cũng mê thành ra người ta, người ta người ta ta ghẹo giống như mình đàn ông trai mình đi ghẹo phụ nữ ghẹo gái thì họ cũng vậy đó là bà chị kia bà nói kiểu như vậy đó nhưng mà cưng là đỡ ngang cưng là cưng bị là, là kéo dây thôi đó trời ơi còn ở đây ngang kêu tên kêu tuổi này nọ đồ tùm lum tùm, tùm la trên mà không biết sao không biết tên tên họ biết tên mà trong giấy chứng minh luôn á thường thường những tiếp viên hàng không thì họ có có người kêu tên có người kêu bằng cái tên tiếng anh biệt danh này nọ đồ nghe cho nó sang nghe cho nó tay nhưng mà khi mà vào đó ở rồi là vong họ kêu là họ kêu cái tên cúng cơm luôn nha thậm chí có những người từ nhỏ dưới quê kêu hai mén này nọ đồ là kêu đúng cái tên đó luôn không hiểu lý do tại sao họ lại biết à rồi đó là những hiện tượng kêu tên giật giò rồi giật tóc rồi bắt đầu là lật nằm ngửa bên này nọ rồi hen nhưng mà cũng có một vài hiện tượng là thấy nhưng mà đa số là những tiếp viên hàng không bên nước ngoài có nghĩa là sao tiếp viên hàng không người Việt Nam mình là vô đó họ chỉ là ghẹo ghẹo họ không cho thấy nhưng mà còn tiếp viên hàng không bên nước ngoài Thái Lan Singapore Ấn Độ kiểu kiểu như vậy dòng dòng nước ASEAN kiểu như cũng cũng châu Á mình nè à đó là vào đó là thấy điển hình nhất là có một cái câu chuyện nói về một cái cô kia cổ bên hàn quốc cổ cũng qua đây của cô công tác như vậy cũng một hai tuần rồi đi thôi thì ở trong cái căn phòng rồi đó trong khách sạn rồi đó thì cổ nói đó là cô này thì cổ cũng có vẻ là cũng hơi hơi dân chơi chút xíu làm tiếp với hàng không nhưng mà cũng kể như là hơi có cá tính đó thành ra là cũng có hút thuốc lá thành à, ra là cổ tới khách sạn xong như vậy thì cổ cũng dọn đồ sạch sẽ xong bắt đầu là cổ mới ra ngoài lan can mà cái lần đó ngang là cổ chỉ ở có một mình thôi à, cổ chỉ ở tại vì tánh cổ cũng hơi khó chịu đâm ra là không có ai ở chịu chịu ở chung với cổ hết trơn á à, Hình ra là cổ tới cổ ở mình như vậy cổ khóa cửa xong cổ mới cầm cái um, gói thuốc với cái hộp quẹt á à, kiểu cổ mới đi ra ngoài chỗ cái lan can để mà cổ hút điếu thuốc thì khi mà cổ ra ngoài lan can hút thuốc tại vì cái 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 khách sạn này thì cũng ngay chỗ cái view một góc biển như vậy nè, thì không có ai mà đứng mà quay mặt vô trong hút thuốc chân á cổ mới đứng để bắt đầu cổ mới để cái tay cổ tì trên lan can, cổ mới dòm ra ngoài biển như vậy nè. Cổ dòm ra ngoài biển rồi mình ngâm nghe đến thuốc mình dòm cảnh Việt Nam mình nước ngoài mình mới qua. Thì cổ đang hút thuốc như vậy cổ mới nghe sau lưng của cổ lại trong phòng á, cổ nghe cái tiếng mà kéo cái dây kéo vali cái vali cái dây kéo của vali là kêu rất là lớn mọi người nha kêu nghe rẹt 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 như vậy rồi nghe cái tiếng xoạc 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 của lục đầu lục đạt nữa đó và thường cái này thì nghe nó hơi kỳ thì thường người nước ngoài mà qua việt nam đó thường thì không biết người ta coi đâu thì người ta rất là phòng thủ và cái vụ mà trộm cắp này nọ đồ của ở việt nam mình ha nghe nó hơi hơi tế nhị nhưng mà thì đó là sự thật nha thì bắt đầu á là cổ mới quay qua cổ hết hồn bắt đầu là cổ mới quay qua cổ dầm thì qua một cái màn cái màn kiểu như là gọi là màn thưa đó mọi người cái màn mà nhìn vô trong không có nhìn rõ được mà chỉ là nhìn được những cái bóng người thôi mọi người tưởng tượng không à, cái màn mà nó nó mờ 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 như vậy đó thì qua cái lớp màn như vậy trong phòng thì cũng hơi tối tối tại vì lúc đó cổ tới cũng vào cái giờ tối mà chỉ bật có cái đèn toilet vô cái đèn ngủ thôi nó vàng vàng như vậy thôi thì cổ thấy rõ ràng ở trong đó là cũng hai ba cái bóng đen mà nhìn thì cũng không biết rõ đàn ông hay đàn bà mà đang kiểu như là ba bốn người đang cái cái vali của cổ thì đang để ở trên giường nha chứ không phải để dưới đất cổ để trên giường như vậy nè thì ba bốn người đang chụm cái đầu vô trong cái vali bây giờ thấy hiện trạng cái vali là mở ra rồi rồi lục tung ba cái đồ đạc này nọ đồ sim y này nọ đồ của cổ là quăng tùm lum tà la là hết rồi bắt đầu là cổ mới hú hồn hú vía mà gặp cô gái này cổ cá tánh nữa hình như mà nếu mà người ta người ta sợ người ta tưởng đâu ăn trộm ăn cắp ta sợ còn ma thì không nói được kiểu như là mình sợ ăn trộm ăn, ăn cắp thôi nhưng mà cô này cổ có cá tính mà thành ra là cổ mới vạch cái cửa ra cổ chạy vô bắt đầu là cổ la những cái tiếng hàn quốc với là những cái câu tiếng anh này mà kiểu như là là mình cũng chẳng gành tiếng anh mình còn không biết la hàng sao ha đó thì chỉ là la vô cái hê 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 kiểu như vậy thôi thì khi mà cổ vừa vạch cái màn nha cổ khi mà cổ vạch cái màn là cổ vẫn còn thấy nha thấy ba bốn cái bóng đen đang chậm vô lục lục lội giống như là đang kiếm cái gì kiếm tiền kiếm bạc kiếm tư trang rồi trang sức kiểu như vậy đó thì cổ bắt đầu là cổ mới gạch cái cửa cái cửa của cái cạch một cái cổ mở cái cửa cổ lú cái đầu vô bắt đầu là không còn thấy gì hết cổ lú cái đầu vô câu dòm thì bắt đầu là cái phòng nó im ru nhưng mà cái vali vẫn bị mở ra à, cái vali vẫn bị mở ra rồi sau đó là đồ đạc này nọ đồ là văn tứ tung hết trơn mà cô này cô, 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 vẫn còn chưa tin nha cô còn tưởng đâu nhiều khi là mấy người ăn trộm người ta lẹ người ta trốn vô toilet trốn vô tủ quần áo trốn vô gầm giường bà này bà đi kiếm tùm lum hết trơn á bà đi không xuống gầm giường bà kiếm bà vô toilet bà kiếm bà làm tùm lum hết trơn rồi bà lại chỗ cửa chính bà coi thử thì thật sự là cái cửa đang khóa trong khách sạn mọi người biết rồi là thường thường khách sạn bình thường á, là nó sẽ có hai cái lớp khóa một là cái lớp khóa ngay cái tay nắm cửa khóa cái cạch một cái còn hai là cái lớp khóa thứ hai là cái cái an toàn nhất á là có cái đồ gài cái đồ gài bằng cái cọng dây xích to bằng ngón cái như vậy nè xích vô thọt vô trong cái lỗ là không bao giờ mở cửa ra được và bây giờ hai cái khóa đó đó nó vẫn đang khóa bình thường. Thì ngay cái lúc đó cổ mới biết là cổ gặp ma mà nó nó rõ ràng đành đành trước mắt như vậy luôn đó nha mà không phải một mà ba bốn cái vong như vậy luôn mà lục quần lục áo cổ trời ơi cổ la hét ôm sùm trời đất hết trơn rồi cổ bắt đầu là cổ mới chạy lên những cái phòng khác phòng kế bên đó. cổ mới kiểu như nói tiếng anh hay là kêu những người kia ừ ờ, là gặp ma gặp gót gì này nọ đồ kiểu kiểu như vậy à rồi thì người ta cũng phải đưa qua đây bắt đầu là dọn đồ cho cổ xong rồi qua đây ở cho cổ ở chung với mình và hết dám mà gọi là chảnh chẹ đồ này nọ luôn à, đó cũng là mỗi câu chuyện điển hình trong khách sạn này luôn nha mọi người nha đó rồi thì sau khi mà nghe cái câu chuyện này rồi thì thật sự sợ lắm chứ nhưng mà rồi cũng không biết làm gì bởi vì bên công ty người ta thì người ta cũng cho ở đây thì ở thôi còn bây giờ nếu mà sợ đó thì đi ra ngoài ở đi nó đi ra ngoài ở khách sạn này nọ thì mọi người biết rồi nếu mà khách sạn nơi du lịch mà nha trang thì thường cái giá nó cao lắm gần mé biển như vậy thì cũng phải là, là bèo bèo nhất thì cũng năm bảy trăm còn nếu mà xịn xịn nhất thì cũng một tới hai triệu một đêm đó trong khi thì bây giờ mình ở một hai tuần thì nếu mà ở khách sạn không thôi tiền lương nhiêu thôi vô nuôi khách sạn hết làm sao đó, à, thành ra là tính tới tính lui cũng nói với bà chị kim bà cũng cười bà nói ừ thôi không sao đâu thì cũng gán một vài bữa với lại vô thì uh, kỹ kỹ chút xíu mình vô mình gõ cửa còn nếu mà em ớn ớn rồi đó thì nếu mà em bên đạo nào nếu mà bên đạo phật á thì em chạy ra ngoài chợ em mua một mớ đồ cúng nhang đèn về em cúng em yên tâm đi những khách sạn khác đó mua đồ cúng về là người ta không cho đốt ba cái nhang đèn này nọ trong phòng người ta sợ cháy người ta đâu không cho đâu mọi người nhưng riêng khách sạn này là thoải mái lễ tân người ta thấy mà vô đây mà mà kiểu như là khách khách ngoài thì không nói nha khách ngoài người ta còn giả bộ cấm cấm kỵ nọ đâu chứ còn mà khách mà kiểu như gọi là à, tiếp viên hàng không đồ mà sách mới nhang đèn trái cây là lơ lơ người ta dòm chỗ khác người ta lơ lơ luôn tại vì người ta biết mấy người lễ tân quản lý đây là người ta biết hết trơn hà thành ra là người ta lơ cho cúng vậy đó còn nếu bên đạo thì mình vô mình à, mình cũng à, đọc kinh cầu nguyện cầm thánh giá nọ đồ kiểu kiểu như vậy ráng chọc dữ lắm là một hai bữa đầu còn mấy bữa sau là hết nè à đúng luôn nha là bạn như bạn nói là cứ vô đây là một hai bữa đầu là bị thôi cũng kêu tên chọc ghẹo mấy lần sau bạn cũng ghé mà đó thì cũng kêu tên chọc ghẹo một hai bữa rồi mình cũng xin mình cũng cúng vậy đó là ở thêm hai ba tuần nữa là không sao có nghĩa là mới vô gọi là chào phòng rồi đó vô ở một hai ngày đầu tiên là chào phòng chơi chơi thôi rồi sau đó là hết chọc hết ghẹo vậy luôn À rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Do bạn như mà nói một cái khách sạn có ma ở Nha Trang và khá là ghê. Và bạn cũng không có nói tên cho mình biết, mình cũng chẳng biết khách sạn này tên gì ha mọi người hen. Rồi bây giờ đó, mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Cái câu chuyện thứ hai này bạn nói là xảy ra vào năm 2019 ở một cái khu căn hộ ở bên một cái khu chung cư mọi người ha. Ở bên quận 7 và đây là một cái chung cư mới mà dạng thuộc dạng cũng gọi là căn hộ cao cấp đó. Thì thời điểm đó, <laughs> lúc đó đó là mẹ của cái thời điểm đó bạn có quen một cái người yêu Thành ra là mẹ người yêu bắt đầu là mới mua một cái căn như vậy Mà bắt đầu là mới về đó ở và ở chung với lại người yêu của bạn Nhiên nè Lúc đó thì thì nói chung là cũng qua lại nọ đồ quen nhau cũng vài năm Thành ra đó là bên nhà của người yêu cũng ngỏ ý là cũng mời bạn về ở luôn Tại vì thời điểm đó thì bạn cũng ở ở nhà trọ nha Bạn cũng ở thuê ở nhà mướn thôi chứ uh, chưa có nhà riêng đâm ra đó là bên nhà người yêu cũng mời bạn về để mà ở đây lúc đó thì kiểu như là nhà mới vừa mua thôi cái căn cái căn hộ đó mới vừa mua đâu khoảng cỡ ba bốn ngày thôi nha à. là ngỏ ý là mời bạn này về luôn rồi nói chung là nhà mới chát thì khi mà về như vậy rồi thì bạn cũng đương nhiên mình cũng phải đàng hoàng thì mình cũng nói là à vậy có gì thì bác cho con kêu mẹ con lên ở một vài bữa tại vì nói thì nói con cũng gái đứa qua bên nhà bạn trai ở nó cũng kỳ thì cũng kêu mẹ lên thì mẹ lên mẹ cũng coi nhà cửa rồi nọ được cho mẹ yên tâm nói chung là mình cũng không có thể nào mình vượt qua cái dòng lễ giáo được mình cũng phải có một chút xíu như vậy ha thì rồi bên nhà bên kia cũng ok nó ừ ờ vậy thôi đi, 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 kêu chị lên đi kêu chị lên đi. trời ơi bác còn mừng nữa bác chưa gặp chị nào nghe con nói chị dưới quê chưa gặp chị xui nào à, thôi thôi kêu chị xui lên đây rồi bắt đầu làm bạn vô bạn kiểu như là bạn chưa có qua ở luôn phải đợi mẹ lên rồi hai mẹ con mới qua bên đây thì cũng nói là lần đầu tiên bạn tới đây và mẹ ruột của bạn cũng lần đầu tiên tới đây luôn và mẹ của bạn là một người rất là dễ thấy ma luôn nha À, lại dưới quê là gặp ma là coi như rất là nhiều. thì khi mà mới vừa bước chân tới chỗ cái cái căn hộ rồi thôi là mẹ đã nói một câu xanh dần rồi nó trời ơi trời sao tao bước vô đây tao thấy nó lạnh lẽo dữ vậy nhiên ơi thì bạn cũng cười cười nói trời ơi mẹ nhà quê quá hà. thì ở trên đây nó khu căn hộ cao cấp thì tao gắn máy lạnh là ngốc ngách nào cũng mới mà trời ơi. nó à, mẹ đi vô trong toilet đã chổng còn có máy lạnh chứ đừng nói mở bên ngoài. trời ơi nhà quê gì đâu đó. kiểu như mình ghẹo ghẹo mẹ mình chút xíu như vậy thì mới nói không có mày ơi, mày biết tao mà tao mấy cái này tao nói không bây giờ tao nói thì nó kỳ nhưng mà cái này nó lạnh lẽo nó kỳ cục lắm mày ơi thôi mày ơi trời ơi qua nhà bạn trai con rồi đứng lên chảnh rồi nói tầm bậy tầm bạ đấy bác bà bà mới vừa mua ở nhà lại cái đợp mấy bữa trước đó nghe đừng lên nói tầm bậy tầm bạ rồi, rồi nhiều khi là là dân ta dân sài gòn nhiều khi người ta không tin ma tin quỷ đâu rồi rồi người ta nói người ta cười chê mình chết nè nên thì tao biết rồi, không lẽ tự nhiên tao gặp chị xui cái gì tao nói ma, chuyện ma, chuyện cỏ Thì tao chỉ nói trước vậy, tự nhiên tao bước vô lạnh lạnh như vậy thôi rồi cũng lên thang máy, cũng bấm lên, mà nói là bạn ở đâu cũng phải là từng từng tầng 7, tầng 8 gì đó trong căn hộ đó Rồi vào đó thì vô cũng hòa cáp, nói chuyện qua lại, nói chung là cũng không có gì Lúc tới là khoảng ở đâu 9, 10 giờ sáng là mọi người em rồi cũng nói chuyện vui cười ăn uống hai bên xui gia gặp nhau mình gặp gỡ mình nói chuyện này nọ đồ ha rồi bắt đầu là cho tới có nghĩa là cái dự định á, là sẽ cho mẹ ruột của bạn nhiên là ở lại căn nhà đó tầm khoảng cỡ tuần lễ lâu lâu thôi chị xui dưới quê dưới quê lên sài gòn chơi dẫn đi đầm sen đạp dịch kiểu, kiểu như vậy đi chơi vui vẻ nhưng mà cho tới chiều tối ngày hôm đó thôi là mẹ một mực bê đòi về lúc đó thì cả nhà đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì uh, cho tới chiều chiều lúc đó là khoảng cỡ đâu uh, cũng phải là cỡ năm sáu giờ chiều rồi thì cả nhà quyết định là mở ba cái tivi thời sự đồ thì mỗi người mỗi một sinh hoạt như vậy. Thì mẹ đó thì uh, mẹ ruột của bạn Nhiên đó nha, thì ngồi trên cái ghế sofa, cũng ngồi cũng coi nói chuyện một vài câu với lại bên da nói chuyện chơi chơi như vậy nè. Thì uh, ngay lúc đó đó tự nhiên uh, bạn Nhiên bạn Lý uh, thì thấy tự nhiên mẹ bả dòm dòm vô trong cái bếp sau cái uh, mẹ rùng mình. Thấy rõ ràng mẹ đang ngồi tự nhiên mẹ rùng 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 mình như mà Rùng rút cái rút cái dây vậy lên luôn mọi người rút cái dai lên vậy nè thì bắt đầu bạn nhiên bạn mới lại bạn hỏi nữa ủa mẹ mẹ có gì không bộ mẹ không quen mấy lạnh để con tăng nhiệt độ lên nha bộ mẹ lạnh hay gì thấy mẹ rùng mình mặc áo khoác vô không tại vì chắc mẹ dưới quê ở dưới đó nóng nực này nọ quạt à, máy riết quen nhiều khi trên đây nó máy lạnh à, để thấp quá mẹ không quen á cái mẹ ở đâu không có không có thì bình thường đi không có gì trơn nhưng mà tao thấy nó hơi mệt mệt cái ngồi chơi đâu khoảng cỡ được nửa tiếng đồng hồ thôi à bắt đầu là mẹ mới kêu bạn nhiên ra nói chuyện riêng nó nhiên nhiên thôi chắc tao không mở trên đây đâu tao thấy mệt với lại mẹ biện lý do mẹ biện lý do mày nói với lại trời ơi tao quên nữa dưới quê nọ đồ ba cái heo bọng này nọ đồ gà vịt này nọ đồ sắp tới có người hỏi mua ổng ở dưới ổng không biết làm gì đâu dồ nhiều khi là vô bắt rồi ở bên lái người ta trả giá ổng đàn ông đàn an biết cái gì giá cả rồi bán là lỗ nữa nuôi cả năm nay bán lỗ thôi 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 bây giờ thôi chắc mày ở đây đi tao lên đây tao coi thấy nhà cửa để bên bên xuôi da cũng được thôi mày ở đây đi tao yên tâm mà tao tao, tao 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 để mày ở đây đó rồi bây giờ mày ra mày đón taxi chở ra bến xe cho tao đi về Bằng nhiên mà nói ủa gì kỳ với mẹ lên đây đó con nói trước với mẹ mẹ sắp xếp công việc mới lên đây mày ở với con từng lễ con dẫn mẹ đi chơi sở thú đầm sen đồ mà chưa gì trơn sao tự nhiên mẹ đòi về mới vừa tới cái đợt hồi sáng à trời ơi tao quên mẹ ơi nhiều khi là già cả tao quên thôi thôi, thôi. nói chung bây giờ nè, ra để tao lại tao nói chuyện với chị xui một hai tiếng cái rồi mày ra mày đón taxi đi cho tao ra ngoài uh, bến xe tao đi về mấy một mất mẹ đòi về như vậy đó là bạn thấy cái gì nó kỳ kỳ rồi bạn cảm thấy là cái gì nó kỳ kỳ rồi nhưng mà thôi mẹ bà cũng giấu bà cũng không muốn nói mình cũng không hỏi làm gì rồi cũng ra nói chuyện một vài câu thì khoảng cỡ đâu 7 giờ là bắt đầu xuống bắt taxi hai mẹ con ra bến xe miền tây rồi mua vé cho mẹ về liền luôn bạn mới quay về trong cái căn nhà đó bạn ở thì ngay cái tối hôm đó là bạn gặp liền á À mới buổi chiều mẹ gặp là tối hôm đó là bắt đầu bạn gặp mẹ gặp cái gì thì một chút xíu nữa mọi người biết. Bạn nói tối hôm đó thứ nhất á là mình ngủ không có quen tại vì cũng nhà mới như vậy nè với lại bạn là cũng tiếp viên hàng không thành ra là cái giờ giấc của bạn nó đổi tùm lum hết trơn đó. Bởi vậy á khoảng cỡ đâu 12 giờ mấy 1 giờ bạn vẫn chưa ngủ nữa mà bạn hơi đói bụng bắt đầu á bạn mới đi ra ngoài bếp mọi người biết á những thường những cái căn hộ đó thì những cái bếp họ làm như vậy, họ làm rất là thoáng có nghĩa là mình ngồi từ bếp mình nhìn ra phòng khách được luôn mà ở phòng khách mình cũng nhìn vô trong bếp được luôn nó thoáng nó không có che cái gì hết trơn á giống như là nó, nó, nó nó dính với nhau luôn như vậy đó một khoang một, một khoang nhà như vậy hen thì bắt đầu bạn đi ra đó bạn bắt đầu bật cái ấm siêu tốc lên để mình nấu ly mì mình ăn kiểu kiểu như vậy thì bắt đầu á, là bạn đang nấu mì như vậy nè bạn nghe rõ ràng cái tiếng nhà mạng nghe cái tiếng giống như là cái tiếng điện giật hay là cái tiếng gì đó bạn nghe là sẹt sẹt bạn nghe rõ ràng hai tiếng là sẹt sẹt như vậy nè bắt đầu bạn cũng ngẩn lên mà giờ kiểu như mình đang chăm mì như vậy mình nghe sẹt sẹt cái mình cũng để cái bình nước ấm nước nóng xuống mình nhìn bạn dòm luôn mà phòng khách thì bạn không thấy gì hết trơn á tắt đèn tối thui hà có cái chỗ bếp của bạn là sáng nhất nè bạn cũng dòm 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 bạn cũng không thấy cái gì Bắt đầu bạn nói gì, tiếng gì ta không lẽ căn hộ gì mà cao cấp mới mua không lẽ bị sẹt điện ta Thôi thôi để mai nói ổng ổng kiểm tra coi Kiểu như nói người yêu bạn đó để mai nói ổng coi kiểm tra làm sao Bắt đầu bạn mới quay xuống chưa chăm hết được cái bình cái cái, cái ly mì nữa nha Bắt đầu bạn châm lần thứ hai Đang chăm nữa chừng lần cái lần thứ hai bạn nghe sẹt sẹt cái nữa Bạn cũng dòm lắm bạn Bạn kiểu như bạn lẹ lắm bạn vừa nghe cái sẹt bạn dòm nó liền đó Thì bạn dòm lên cái nữa cũng không thấy cái gì cái cái gì mà nó xẹt dữ người ta không biết điện này nọ được có chập không à rồi bạn cũng bắt đầu thôi coi kệ kệ mình nói quá đào bầu tử để chăm hết ly mì cái đó bạn mới chăm cái lần thứ ba thì khi bạn đang chăm cái lần thứ ba bạn lại tiếp tục nghe lần nữa xẹt xẹt cái nữa thì lần này bạn nhìn lên là bạn thấy bạn vừa nhìn lên một cái nha bạn thấy rõ ràng là một cái bóng đen Và bạn khẳng định đó là một cái người đàn ông cao to bạn nói là cao cũng khoảng cả một m tám m chín hai m mà tướng bự con dữ lắm kìa cỡ vũ mập chứ không phải là vừa đâu nghe đó mà trong khi đó người yêu của bạn thì ổng cao có mét bảy mét bảy thôi mà người thì cũng đỡm dáng thôi chứ không phải là bự cao to như vậy ở nhà thì cũng có hai người đàn bà là bạn với lại mẹ của người yêu bạn thì làm gì còn có người đàn ông nữa mà lần này bạn nói ghê nhất là cái người đàn ông này họ đi rất là lẹ cái tiếng sẹt sẹt bạn nghe mọi người biết tiếng gì không cái tiếng dép lào mà mang trong nhà đó cái tiếng mà nghe là lẹp đẹp 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 mình nghe sẹt sẹt mình đi mà đi lẹ lẹ mà cái chân mình nó chà với cái nền nhà mình nghe sẹt sẹt là cái tiếng đó đó chứ không phải là cái tiếng điện giật gì hết á họ đi rất là lẹ nha họ đi đi từ ở trong phòng khách này họ đi tới toilet rồi họ đi tới đi qua đi lại đi tới cửa rồi đi tới tivi đi sẹt, sẹt 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 như vậy mà lẹ dữ lắm đi y như chạy vậy đó mà nguyên một cái bóng đen thù lù như vậy luôn nha Trời ơi bạn nói là bạn bạn làm rớt cái ly mì luôn Bạn đang cầm cái ly mì trên tay bạn làm rớt cái bẹp cái ly mì xuống luôn mà Nó kinh dị dữ dằn là mặc dù là không có máu me Nhưng mà thấy rõ ràng nguyên cái bóng đen chà bá lửa xẹt tới xẹt lui như vậy đó Trời ơi bạn làm rớt ly mì một cái bẹp một cái nha Bạn cũng không có dám la đó bạn lùi lùi vô từ 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 bắt đầu để bụng đói luôn nha lùi từ, từ 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 bắt đầu đi vô phòng bắt đầu là ôm ôm người yêu của mình ôm bắt đầu sợ mà lúc này cũng không có dám kể nhiều khi mình kể ra nhà của mẹ người yêu mình bà mới mua mới mua mấy ngày trời hôm lấy mình nói chuyện ma cỏ hay nọ đồ nhiều khi là là nghịch ý và bà mẹ chồng đó, nó cũng kỳ nằm chút xíu cho đỡ sợ bắt đầu là bạn mới móc cái điện thoại ra bạn gọi cho mẹ mình à, con gái mà gặp chuyện gì cũng vậy chân là thích nhất là gọi cho mẹ ruột mình mét đúng không như hồi nhỏ lúc đó là cũng khoảng cả 12 hai giờ mấy một giờ đêm rồi nha mà gọi thì mẹ vẫn bắt máy giống như là mẹ đang trực điện thoại gì đó bình thường nửa đêm nửa hôm mình người lớn tuổi mà thì người ta phải ngủ này nọ được chứ mà vừa mới gọi cái tiếng chuông vừa tút tút cái là bà bật máy liền đó là mẹ bà bắt máy liền đó nè mẹ nghe nè con mà cái giọng rất là căng thẳng nha mẹ nghe nè con mẹ mẹ ơi mẹ ơi trời ơi nãy con mới nấu ăn ở ngoài bếp rồi con gặp cái bóng đen xẹt tới xẹt lui là bắt đầu là nghe đầu dây bên đây là mẹ mới nè thiệt tình nó bởi vậy mà biết vậy hồi chiều tao nói mẹ cho mẹ nghe cho rồi à bắt đầu bà nói ôi là làm sao mẹ thì trời đất ơi thì mày cũng đã tao ở dưới tao mới vừa bước vô tao nói là trong chung cư này là nó lạnh lẽo bởi vậy tao trời ơi từ nhỏ tới lớn dưới quê tao gặp biết bao nhiêu cái chuyện ma chuyện cỏ tao nhạy ba cái đó dữ lắm tao vừa bước vô tao nói với mày là trong đó lạnh lẽo rồi mày ngăn cái họng tao lại mày kêu thôi đừng lên nói rồi bà mẹ chồng mày bá, bá khó tránh này nọ mới mua nhà cái tao cũng im luôn cái chút xíu lúc mà chiều chiều mới hồi chiều đó Tao ngồi trong bếp đang ngồi nói chuyện với mẹ chồng mày tao thấy rõ ràng đành đành luôn. Tao rùng mình luôn đó rồi tao, tao, tao không, không dám nói sợ nhiều khi là nghịch ý mày với lại nhiều khi mày với lại mẹ chồng mày buồn phiền tao cũng không dám nói làm gì. Rồi bây giờ mày thấy rồi đúng không? Phải mày thấy là cái bóng mà cao cao khoảng cỡ 1.8 cao 1.8 1.9 gần 2 m đúng không? Cái tông cái bóng bự lắm đúng không? Đúng rồi mày ơi, trời 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 sao mày biết? Đó là mày 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 có thấy không? Mày có thấy là mày mặc áo sơ mi đồ quần tây đúng không? Nói không không còn thấy có cái bóng đen à nó trời đất hư vậy đỡ đó nhiên ơi tao thấy rõ ràng liên nguyên một cái ông ổng khoảng cỡ chắc ông cỡ cỡ tuổi tao ha chắc cỡ cỡ bốn mấy năm mấy nha mặc quần tây áo sơ mi đầu cắt cao lên như vậy nè đã bắt đầu là hỏi kỹ lại thì mẹ mới kể như vậy nè mẹ nói lúc đó đó thì đang ngồi trên bộ ghế sofa trong chung cư lúc đó cũng không có mở đèn sáng nữa mở đèn cũng ui ui thôi kiểu như một vài cái đèn vàng vàng nhìn cho nó ấm cúng cho nó sang trọng thì à, khi mà ngồi như vậy thì cả hai bà xôi mọi người tưởng tượng nha ngồi trên cái sofa rồi dựa mà nằm nghiêng như này nè lấy cái tay dựa vô cái ghế như vậy nè mọi người giống như mình đang ngồi nè ngồi dựa để mà nói chuyện qua lại đó thì bây giờ nè mẹ của bạn nhiên á, thì nhìn hướng đó là nhìn thẳng vô cái bếp đó còn mẹ của cái người bạn trai bạn nhiên thì ngồi ngược lại là ngồi kiểu này là ngồi hướng ra ngoài cái cửa ban công là kiểu như vậy ha thì hai người đang nói chuyện qua lại như thế này Lúc đó bạn Nhiên á Và và, và, và ghệ bạn Nhiên thì đang trong phòng Mày nọ đồ hú hí nói chuyện vui cười Thì mẹ của bạn Nhiên thấy rõ ràng Ngay chỗ cái bếp thù lù tự nhiên hiện ra nha Tự nhiên nó hiện mà từ mờ cho tới rõ Mọi người tưởng tượng không là trong Tại vì trong bếp lúc này tắt đèn Thấy rõ ràng hiện ra từ từ nó mờ Xong rồi nó, nó rõ 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 từ từ hiện Mình nói là y như ông bụt xuất hiện vậy đó hiện từ, từ 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 lên như vậy mà cái tướng đứng nha tướng cao bệ vệ mà cao mét tám mét chín mà tướng bự con lắm ngang nhìn giống như tây vậy đó chứ không phải là người việt mình giống như tây vậy đó đó rồi cắt đầu này nọ đồ cũng cao ráo này nọ đồ ngang đó rồi quần tay áo sơ mi bắt đầu đi tới đi lui trong bếp mà đi không hề nghe tiếng bước chân nha đi tới xong quay ngược lại đi lui quay ngược lại đi tới lui đi đâu khoảng cả ba bốn vòng tổng cộng độ khoảng cả 10 giây đồng hồ là ổng biến mất rồi chỉ 10 giây đồng hồ thôi bắt đầu là ổng hiện ra sao là ổng biến là y chang vậy đó ổng hiện ra là ổng cũng mờ từ từ ổng rõ bây giờ ổng biến đi thì ổng rõ từ từ ổng mờ vậy thôi đó thì bắt đầu là trời ơi khi mà á, mẹ bà thấy như vậy là, là bà trợn con mắt lên rồi đó bà trợn con mắt bà bắt đầu là bà đứng tim hộp khi mà biến mất cái bắt đầu là kiểu như mình mình gượng mọi người mình gượng mình không có dám la lên đã con gái mình nó dặn đừng có nói chuyện ma cỏ cho bà xui bà nghe thành ra là bà kiểu như bà sợ lắm chứ bác sợ bà tính la mà mình mình thấy gì cái mình thấy bà xui bà ngồi trước mặt cái mình giả bộ mình sượng 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 mình ghé mình mình gung mình mình kìm cái người mình lại mình không có mình không có la đó thì khi mà ông đó ông biết mất cái bắt đầu là rùng mình là cái nỗi sợ đó giống như là nó thoát ra khỏi cơ thể mọi người tưởng tượng cảm giác đó không cái rùng mình lên một cái như vậy nè thì bạn nhiên mà thấy bạn mới lại bạn hỏi thì hỏi mình cũng giấu trời ơi rất là tội nghiệp mẹ bà bà, giấu bà không có dám nói rồi bà ấy, giả bộ lôi heo lôi gà này nọ đồ ra bà nói chứ có đâu chứ quê làm gì giờ này còn nuôi mấy cái đó đó để bà xin phép bà về chứ bà không có dám ở lại thì khi mà về tới tội nghiệp cái tập 2 là gì về trời ơi tôi nói ngang cầm cái điện thoại nè cầm cái điện thoại lơm lơm trên tay không dám bỏ xuống đợi con gái mình bây giờ kiểu như là mẹ bà nghĩ vậy nè Bây giờ mình thấy rồi Mà con mình nó đẻ ra thì ít nhiều gì Nó cũng phải có máu của mình trọng Đúng không? Kiểu như là mình rứt ruột Mình đẻ ra con gái mình mà Thì bây giờ mình thấy là có thể là con gái mình sẽ thấy Thành ra nhan mẹ bà không có dám bỏ điện thoại xuống Bà biết con gái mình bây giờ nó trưởng thành cỡ nào Nó gặp chuyện nó cũng gọi cho mình hả đó là từ lúc mà 7 giờ mấy ngang lên xe về quê về tới về tới dưới dưới quê là tầm khoảng cỡ 10 giờ mấy 11 giờ là về xuống tới nhà rồi là lơm lơm cái tay trên điện thoại vậy là ngồi chờ đó để đêm nay nếu mà con mình nó không gọi thôi chắc nó bình an vô sự nó không thấy cái gì. Còn nếu mà nó gọi là chắc chắn là nó thấy rồi. À đúng thiệt sự luôn, mới 12 giờ mấy 1 giờ là con vừa gọi một cái là quẹt điện thoại là nghe liền. Thấy thương người mẹ vô cùng mọi người ha. Đó. Rồi sau khi mà nói chuyện qua lại với mẹ xong rồi đó đó thì thôi bây giờ vậy đó rồi đâu mày coi mày mày nói với chị xui đi chứ bây giờ cũng mày cũng cứ nói đại là ừ là tao cũng thấy tại vì tao ngại tao không nói ra hai mẹ con mình thấy thì cũng nói với chị không phải chuyện gì nhưng mà sợ nhiều khi là chỉ mua bán này nọ đồ mua nhà mua nhầm cái nhà có ma để biết bây giờ coi là, 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 là tiền cọc tiền kiết rồi có lấy lại được không à, rồi bắt đầu là mới cúp máy thì bắt đầu là bạn nhiên này bạn mới nằm bạn ôm ghệ của mình cho tới sáng luôn ha đã rồi sáng hôm sau là quyết định là nghỉ làm ngày. Mới đầu là mới ngồi xuống mới nói với lại người yêu xong mới ngồi mới xuống với lại mới nói với lại à, cái người cái người mẹ đó. Thì khi mà nói từ đầu tới đuôi ra như vậy thì cái người mẹ kia họ cũng cũng biết họ cũng tin tâm linh. À, họ cũng ờ à, ừ à, vậy thôi bây giờ nhà thì bác cũng mới mua. Bây giờ nếu mà bán liền thì nó lỗ lắm, nhà cái đó phải là giàu có gì đâu cũng tích góp năm này tháng nọ từ từ mới mua được căn chung cư quận 7 mà người bộ tưởng rẻ sao vài tỷ bạc chết ít ỏi gì bây giờ mà rau vừa mua rau bán liền là thế nào cũng cũng lòi ra là nhà có ma thôi bây giờ thử á mình đi kiếm thầy coi làm sao à thì khi mà đi kiếm một cái ông thầy tới nữa nha lúc này là cả nhà thật sự là đi tới đâu mà nổi da gà tới đó luôn nha cái ông thầy này á, lúc mà ông từ ở nhà, ông ông đã nói là cái căn chung cư này á, cái căn hộ là đã được yếm bùa trước đó rồi. có nghĩa là một cái người chủ trước họ vô họ mua, họ thấy ma xong họ tìm một cái người thầy nào khác họ tới họ yếm bùa rồi và bảo đảm khi mà cái bùa rồi là không còn ma nữa nhưng mà vì một cái lý do nào đó thành ra là họ không ở nữa họ mới đi rồi thì ngay lúc này bắt đầu là mới tìm hiểu sao mới biết à cái chủ trước là một cái người kiểu như người nước ngoài Người ta mua người ta ở tạm một hai năm thôi Là người ta bán người ta đi chứ không phải là vì ma người ta đi nha Có ma nhưng người ta đã dán bùa dán chú người ta đã yếm lại rồi không còn ma nữa Nhưng mà vì công việc họ mới bán họ đi Đó là cái ông thầy ông thấy như vậy bắt đầu là ông mới nói như vậy nè Nếu mà thật sự là như vậy đó thì những cái dấu vết mà yếm bùa yếm chú Cái chỗ mà bắt uh, dán bùa Cái chỗ mà bắt những cái gương bắt quái nọ đồ Thì tôi nghĩ á, là những cái vị trí đó là những vị trí tốt nhất Chắc có thể là ở bên cò này nọ đồ Người ta bán người ta sợ Ừ nhiều khi khách khứa vô thấy bùa thấy chú Sợ không mua đó Thành ra người ta tháo người ta dục đó Bây giờ đi kiếm lại những cái chỗ đó Bây giờ tôi đưa bùa cho dán vô những cái chỗ đó là xong à, Rồi bắt đầu theo chân ông thầy Dẫn ông thầy về đó ông thầy tới là ông thầy chỉ trên kiểu như là không có phải là cái, cái cửa nhà thì không có phải là dán ở bên ngoài giống như cửa nhà mặt đất của mình đó, thì gương chiếu yêu á gương mắt quái thường là mình sẽ dán trước cửa nhà nhưng chung cư thì mình không có làm vậy được chung cư mình phải dán ở bên trong cánh cửa thành ra ông đứng đó ông bật kiểu như cho mình ngồi leo lên cái ghế như vậy là bắt đầu lấy cái, 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 sơn tường mà sơn nó, nó nấy là mọi người kiểu như là sơn voi bên ngoài đó lấy cái dao cạo cạo ra một chút là lòi ra ba cái lỗ đinh ba cái con tắc kê đó những người nào mà làm nhà đóng đinh này nọ khoan đục là biết con tắc kê đó thì khi mà lấy cái dao khử khử cái lớp sơn mà cái lớp sơn trá hình thôi khi khử khửi cho nó rớt ra là còn đúng ba cái lỗ tắc kê của ba cái đinh thì đó là ông đó ông nói rồi là cái gương mắt quái để đây cái rồi sau đó ông đi vòng vòng coi coi xong leo lên đầu bếp rồi vách tường này này nọ rồi đó thì những cái chỗ đó còn nguyên chỗ nào cũng có một hai con tắc kê rồi cái dấu vết mà mình 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 chét hồ hay là mình chét băng keo hai mặt mình dán bộ dán chú đó thì nó còn yên nguyên hết á chẳng qua là cái người còn người ta, người ta tới người ta thấy vậy người ta lột ra xong người ta sơn vết đại đại dậm giá vô chút xíu thành ra là khửi ra thấy liền thì lúc đó khi mà khửi hết vô nhà vậy bạn nói bạn nhớ đâu khoảng cỡ bảy tám cái chỗ một chỗ là treo cái gương mắt quái là ngay cửa còn mà những những chỗ kia là những cái lá bùa còn những cái dấu vết đóng đinh này nọ vô tắc kê là còn yên nguyên hết đó bây giờ cái người thầy đó họ mới đưa lại những cái đạo buộc khác bắt đầu là mới dán vào. Rồi, thì khi mà dán vào như vậy là ở coi như là bình yên vô sự không có gì luôn. Là ở cho tới khi mà cái <laughs> này nghe cũng hơi xui là tới bắt đầu cuối năm 2019 đó mọi người. Bắt đầu là mùa dịch, mùa giặc này nọ đồ là bắt đầu là bạn với người yêu của bạn đó mới lúc đó thì mới dọn ra riêng để mà ở gần sân bay kiểu như là như đường gần sân bay mình nhớ là đường bạch đằng hay là đường qua văn thụ gì đó kiểu như vậy ha mới dọn ra ngoài đó để mà ở gần sân bay chứ từ quận 7 qua sân bay xa quá mới dọn cho tiện công việc à, nhưng mà khi mà dọn qua đây rồi bắt đầu là mùa dịch tới là coi như là tiếp viên hàng không cũng không có đi chuyến bay được luôn hả mọi người ha đó nhưng mà cho tới hiện tại bây giờ lâu lâu bạn cũng quay về cái căn hộ quận 7 đó nhưng mà mẹ cái người mẹ chồng đó họ nói là cũng họ cũng không gặp thêm bất kỳ cái việc gì xảy ra luôn à rồi đó cũng là kết thúc với câu chuyện thứ hai mọi người ha một cái căn chung cư có ma ở bên quận 7 như vậy thì theo như mà những gì mà bạn này bạn thấy với lại mẹ bạn thấy thì diễn tả như vậy chắc mình nghĩ là đó là cái vong hồn của một cái người nước ngoài cái người tây gì đó tướng mà bự bự trời người việt nam ít ai như mình lắm mình thì chẳng qua là nhổ sữa dôi hay sao đó mới bự như vậy thôi ha mọi người ha rồi đó là cái câu chuyện thứ hai bây giờ nè mình đó là hết hai cái câu chuyện của bạn tên là an nhiên gửi về nha bây giờ nè mình sẽ qua tới cái câu chuyện của cái người tiếp theo thì trước khi qua câu chuyện tiếp theo, mình quảng cáo nghe mọi người nha, giờ phút kinh dị bắt đầu. Thì à, hôm nay mình quảng cáo đó chính là cái món nuôi sấy thì à, đối với những bạn nhỏ nào mà đang nghe chuyện của mình hay là bậc ba mẹ thấy có những đứa cháu nha, đứa con cái mà kiểu như là kêu bằng chú Vũ đó, cháu của chú Vũ đó, mà hỏi ơi là mẹ ơi có món gì con ăn được hôm thì đó, đây là chỉ là có món này là mình nghĩ là mấy đứa nhỏ nó ăn được, nó không có cay nhiều, chứ đường đường đa số những cái món khô mình bán này nọ rồi nó cũng hơi cay cay nhẹ nhẹ. Thì rồi, đây là cái món nuôi sấy tuổi thơ Mình nghĩ là những cái lớp nhỏ bây giờ là nó sẽ ít biết cái món này Nếu mà ba mẹ ừ là mua cái hũ này vậy nó À nè, con ăn thử đi, cái này là ngày xưa nè ba mẹ ăn bà gánh này nọ đồ 500 ngàn 2 ngàn bịch này ăn này nè đó bây giờ là chú vũ có bán nhưng mà yên tâm chú vũ bán là cái loại là cái loại tốt mọi người ha cái loại không phải là mua ngoài chợ ngoài búa về là nuôi nọ là mình chọn lọc kỹ càng mà nuôi sấy vị bò luôn nó an toàn cho cho mấy đứa nhỏ để mà mua về ăn kiểu như ba mẹ ngồi ăn khô bò nhâm nhi khô bò da cá đồ mực này nọ đồ tự nhiên cho nhỏ ngồi dòm cay ôi cay con ăn cũng được thôi để ba mẹ ăn hết kỳ cục vậy thôi mua hũ nuôi về mua kèm hũ nuôi nó giá nó rẻ hũ trà bá lửa vậy có 90 000 ngàn à nếu mà mua mà nhiều nhiều muốn tiết kiệm mua hai hũ mua combo hai hũ giá nó còn có một trăm tư thôi tính ra là mọi người sẽ tiết kiệm được đâu tới 40 000 ngàn lận là coi như là miễn phí ship còn gì nữa 40 000 ngàn mọi người bù quá tiền ship thì cũng là coi như miễn phí ship đó thành ra là mình nên mua ví dụ như là mua da cá mua khô bò khô biết khô cá đuối gì đó đó thì mua kèm thêm hũ này để cho cả nhà cùng vui người lớn ngồi ăn mà để nhỏ ngồi dòm miệng nó kỳ rồi vậy ha mọi người ha đây là nuôi sấy tuổi thơ mua về cho nó ăn xong kể tụi nó nghe ngày xưa ba mẹ ăn vậy nè hai mấy năm trước cũng có bây giờ mua về cũng y chang cái mùi vị hai mấy năm trước luôn cho tụi nhỏ nó biết ngày xưa mà mình ăn uống như thế nào vậy ha mọi người ha rồi bây giờ có thể là vào trong trang ăn vặt vũ mập chấm cơm hoặc là vào shopee vào đó mua nhất nha vào shopee mua Mua hàng xong, giao hàng, nhận được hàng rồi Quay lên Shopee cho mình cái đánh giá tốt tốt chút xíu Nhiều càng nhiều đánh giá, càng nhiều lượt theo dõi trên Shopee Thì những cái vị khách bên ngoài đó không có phải là khán giả của Vũ Mập đó Người ta biết tới mình nhiều hơn, thì người ta mua ủng hộ nhiều hơn Thì cháu của mọi người là bé bơ nè Nó được ăn uống này đầy, đầy đủ hơn, nó được nhiều tả sữa hơn kiểu như vậy ha mọi người ha Rồi, giúp đỡ mình chút xíu nha Bây giờ đó, mình sẽ qua tới cái câu chuyện tiếp theo ngày hôm nay thì câu chuyện tiếp theo này là do một bạn thanh lợi bạn này bạn gửi về ba bốn câu chuyện khác nhau nói về cái con đường kế bên nhà của bạn luôn nhà của bạn á thì ở dưới miền tây hiện tại cái hiện tại tới bây giờ cái hiện trạng của cái khúc đường đó đó là một cái con đường được lót nhựa rồi có đèn đường nó chỉ cách nhà của bạn giống như là cái con đường nó nằm bên hông nhà bạn đó nó chỉ cách nhà cách hông nhà bạn khoảng cỡ mười mười mấy mét thôi thì thời điểm bây giờ nghe là đường nhựa nha có đèn có đuốc đồ nha buôn bán này nọ tấp nập xe cộ đi tới đi lui xe hơi mà đậu hai ba chiếc cũng được luôn là cái đường nó bự lắm nhưng á, trước đó là khoảng cỡ mười mấy năm trở về trước đó là một cái đìa cái đìa này những <laughs> những người ở vùng miền khác nếu mà nghe không hiểu thì nó cũng giống như cái dạng là cái con sông cái ao nho nhỏ như vậy đó nhưng mà ở dưới quê người ta gọi là cái đìa nhưng mà từ bên cái đìa bên này mà qua tới cái bờ bên kia, từ bờ bên này qua bờ bên kia đó Cái bề ngang của đó độ cũng khoảng là cỡ 3-4 mét chứ không phải là nhỏ lắm đâu à. Thì cái cái đìa đó, cái đìa đó, đó, cái bề ngang nó 4 mét như vậy Và cái chiều dài của nó như vậy là cũng vài trăm mét xong rồi có con cây cầu đó giống như là có cái miếng đất nó ngắt ngang cái đìa như vậy là xong rồi nó cứ kéo dài tới xong rồi lâu lâu nó có cái cầu đi ngang như vậy người tưởng tượng nha rồi thì cái đìa như vậy thì mà hai bên cái đìa đó đó là một kiểu như là nghĩa địa thì không phải là nghĩa địa trước đó 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 là một cái kiểu mình gọi là đất nông trường vậy đó đất không phải là ai là chủ cả và rồi dành nhà nước người ta cũng không có quản lý luôn nữa không có phân nền chia lô giống như là trên sài gòn hay là những cái tỉnh thành người ta bán đâu người ta cứ để trống như vậy đó ai làm gì đó làm trồng ruộng trồng mía làm gì đó làm nhưng mà rồi đó cái vùng đất, cái miếng đất cái đó kế bên cái đìa như vậy thì người dân người ta lại tận dụng cái đó để mà người ta chôn cất những người thân của người ta. Đâm ra là mồ mã rất là nhiều và nó nó so le mộ này nằm mộ kia thậm chí là có những mộ còn chồng lên nhau luôn cự lộn quýnh lộn quay tới đó ví dụ như hết chỗ rồi xong cái bắt đầu là bốc cốt người ta lên tự động bốc cốt người ta lên để mà đưa cốt người thân mình xuống đâm ra hồi nhỏ bạn nói là trời ơi quýnh lộn này nọ đồ đổ máu thấy cầm cuốc cầm sẻn dí nhau quýnh hoài luôn á là người ta cứ chen lấn nhau người ta vô cái miếng đất nữa người ta chôn tại vì thứ nhất là nó miễn phí cái thứ hai nữa là trời trời đất là đất của đất miễn phí đất của người ta mà đất đâu, đâu phải là có ai đâu có chủ đâu thành ra tôi muốn chôn sao tôi chôn đâu có pháp luật nào ghi lên gì đâu à thành ra là ở trong đó là không phải lục dạng nghĩa địa luôn đó giống như là một cái nghĩa địa hoang vậy đó ai muốn chôn hỗn tạp tùm lum tùm la và người đạo giáo nào hay là người dân tộc này nọ đầu là dân tộc kinh hay là dân tộc khmer nọ đầu là tất cả mọi thứ đều dồn vào trong đó nó tầm khoảng cỡ không có nhiều nha nghe vậy tưởng nhiều nhưng mà thật ra nó chỉ có tầm khoảng cỡ vài chục ngôi mộ cho tới 100 ngôi mộ trở lại thôi hai bên cái đìa như vậy à, và đặc biệt cái là nhà bạn cách đó khoảng cỡ có vài mét thôi mọi người à, có phải vài chục mét thôi thành ra là nó rất là kinh dị à, đầu tiên á, là phải kể tới mà lúc mà lúc mà bạn còn nhỏ thời điểm đó bạn nhớ là bạn khoảng cỡ 7 tám tuổi gì đó thôi à, cái lúc đó thì cũng đã nổi tiếng rồi lúc đó là trong xóm người ta cũng đã đồn ờ à, trong chỗ cái nghĩa địa đó là ma cỏ dữ lắm nha à, ngay chỗ cái đìa đó là có ma da rồi hà bá rồi nọ tùm lum mà ngày xưa đó mấy đứa nhỏ nó tùy chỗ có chỗ nó nghe ma nó sợ Nhưng mà cũng có chỗ nó nghe ma nó tò mò nó Ủa mà, mà ma da rồi hà bá là sao Hà bá là coi phim ta vô ký xưa đó mọi người Ủa bộ hà bá là giống như cái ông Long Dương á hả Cái ông mà ông, ông cho tài thiên cái cây gậy đó là kiểu kiểu vậy là cứ mường tượng con nít mà Nó tưởng tượng như lắm đó thì lúc đó là trong sớm lúc đó là bạn mới có sáu bảy tuổi thôi nhưng mà trong sớm là có những cái đàn anh đàn chị 13 14 tuổi. Bắt đầu hôm đó mới đưa ra một cuộc thi như vậy nè. Bây giờ nè, nguyên đám tụi bay tối nay nè 10 giờ đêm. Đứa nào đi chung với tao không? Đứa nào dám đi, đứa đó mới gan. Chứ còn mà đứa nào mà không dám đi, trời ơi chết nhát thôi mốt hả gặp tao tránh xa ra một bên đi. Đừng có hung hùng hổ sưng này nọ rồi em út của anh này anh kia này nọ đồ mệt lắm. 10 giờ đêm mình đi từ bên cái địa bên này, mà mình đi đường vòng mình đi qua tới cái địa bên kia. Thì khi mà đi kiểu như vậy có nghĩa là đi một vòng nghĩa địa đó. Nói nôm na lại là đi một vòng nghĩa địa là đi từ bên chỗ bên đề bên này đi tới một khoảng cỡ 100 200 m có cái cầu bắc ngang đi qua cái cầu. Đi vòng ngược trở lại là hết một vòng nghĩa địa. Chứ nếu mà muốn đi qua đề dễ lắm cái đề bề ngang có 4 5 m à. Nhảy xuống cái đề nước tới rúng, nước nhiều khi cao cao tới cổ chứ bao nhiêu đâu. Lội qua cái đề cũng được vậy ai chơi vậy chơi làm gì đi từ, đi bộ, đi đường vòng, đi từ đèo bên này qua đèo bên kia, đi một vòng nghĩa địa như vậy đó. ở đứa nào dám đi. À thì bắt đầu khi mà nghe vậy bắt đầu là ừ đi chứ sợ gì, không đi mất công mà bị nhục làm sao. Không đi rồi bị chửi nhục như con cá nục luôn đó. À thì lúc đó nè, cứ một thằng người lớn ha à, mình gọi là thằng người lớn à cứ thằng người lớn khoảng cỡ 13 14 tuổi là dẫn thêm đứa nhỏ 6 năm 6 tuổi như vậy đó thì anh hai của bạn bạn lợi nè anh hai của bạn lợi nè cũng dẫn theo bạn luôn là lúc đó là khoảng cỡ 7 8 thằng người lớn đó là thêm 7 8 thằng nít đi như vậy là mười mấy đứa bắt đầu là đi vô trong đó để mà đi vòng vòng chơi đó rồi đi cũng vui lắm mà nó là mới đầu vui vô rồi hù ma chọc quỷ rồi co giò lên chạy rồi chọc ghẹo nhớ ui ma kìa nó hiện cái bóng trắng kìa trên mộ rồi nọ rồi vui vẻ lắm không có gì chân mà cười giỡn vui vẻ lắm nhưng mà rồi đó cho tới khi đi tới 100 trăm mét không có cầu đi qua bên kia muốn đi trở về là phải đi ngược trở lại một là đi ngược trở lại hai là phải nhảy thẳng qua cái đề rồi lội xuống đề thôi mà nguyên đám cũng sợ dơ đồ ngày xưa là kỵ nhất là dơ đồ dơ đầy đọ đồ là về ba mẹ quýnh thì bắt đầu khi mà tới đây rồi cuối cùng không có gì bắt đầu là mấy cái ông người lớn rồi rồi xong tao tuyên bố nha mười mấy đứa có mặt ở đây là coi như là đứa nào cũng gan dạ trơn á đó đi ra ngoài Mốt mà, sớm trên sớm dưới nó chửi tụi bay tụi bay nói là ừ anh tao công nhận tao là gan dạ rồi nửa đêm nửa hôm dám đi vòng vòng trong nghĩa địa là dữ dằn rồi là anh hùng hảo hán chứ không phải là giỡn chơi đâu Đứa nào đây yeah yeah mừng vui nha Thì rồi đó ngay cái lúc này Có một cái đứa nhỏ Không phải là bạn Lợi nha Một cái đứa nhỏ khác đây Nó mới chỉ nó anh 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 Có thằng nào nó ở dưới cái đìa kìa Ở đây nguyên tớp người nhìn qua Thì khi mà nhìn xuống dưới đó Tất cả những đứa đó nó đều thấy Là từ ở dưới cái đìa đó Nó lòi lên một cái đầu cái đầu đó nó ngẩn từ ở dưới ao như ở dưới cái mặt sông nha mà nó qua khỏi cái mực nước như vậy là tới lỗ mũi rồi mọi người tưởng tượng đây là cái tai của mình là cái mực cái mực nước này ha đó thì cái đầu đó nó nó gì là nó lùa nó nó lên từ từ từ, từ 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 bắt đầu là tới cái mấy mũi rồi nó dừng lại nó dừng lại mà ở dưới sông nó cứ dừng vậy, nó nhìn lên trên nó cứ nhìn đứa này nó nhìn đứa kia nó quay qua nó quay lại nhìn vậy nè đó nó quay tới quay lui cái nó nhìn, nhìn 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 vậy nè thì mấy ông lớn mấy ông mấy mấy thằng người lớn cười Trời ơi đứa nào ta đi lên đi mà đặt hù ma chọc quỷ tụi tao ở đây đi vòng vòng nghĩa địa còn dám đi Mày ở dưới mày đặt cái giả dạng rồi, 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 rồi hà bá rồi ma da nọ đồ hù chọc ai Thôi đi lên đi Mà nói vậy đó nghe mà cũng không lên là không lên cứ nhìn qua nhìn lại nhìn qua nhìn lại như vậy nè Bắt đầu mấy ông này mới bực quay qua quay lại kiếm cục đá nhỏ nhỏ giòn giòn bằng lóng bằng lóng tay như vậy nè Mới liền xuống À, thì khi mà luyện xuống như vậy Luyện xuyên qua luôn Có khi là khi mình luyện là kiện thấy là rõ ràng cái viên đá nó bay lại gần chúng cái đầu rồi tự nhiên nó xuyên qua cái đầu Nó xuyên qua cái đầu bắt đầu rất là sao nghe một cái tủm một cái như vậy nè Trời ơi nguyên một đám rồi xong biết ma Chỉ có ma thì mình mới luyện cục đá mới xuyên qua người gọi là hồn ma bóng quế kiểu như vậy đó Nguyên một đám bắt đầu là mới co giò mà chạy nha mọi người nha Thì đương nhiên không đứa nào dám lội ngang xuống mương hết trơn Tại vì nó cái con ma nó đang ở dưới đìa thì đứa nào mà dám xuống. Mà trong đầu là chỉ là chạy về tuốt cái cầu đó thôi mà đi qua cầu chạy ngược vậy nói chung là đi một cái vòng ngược lại đó, à, đi vòng ngược lại. Thì nguyên một đám mới chạy như mày nè. Mọi người nghĩ coi, ở trên cuộc đời này làm gì có ai mà lúc mà bơi nó mà bơi lẹ hơn chạy bộ được. Mà dòng cái thứ mà chạy bộ gặp ma thì nó dắt dò lên cổ mà nó chạy. Thì ở đây á, con người mà ở dưới mương, ở dưới đìa làm sao mà bơi cho lại đúng không? Vậy ngang mà mười mấy đứa ở đây nó chạy đương nhiên cũng có bốn năm đứa trong đó có bạn lợi Lâu lâu giờ lại ngó một cái mình chạy, lâu lâu mình giờ lại mình ngó một cái đó mà sát đích cũng là cũng là kiểu như là cũng tới lỗ mũi như vậy là cái kiểu như là chỉ một một nửa cái đầu phía trên thôi đang lướt nước thấy nước rẻ ra luôn á thấy nước rẻ sống rẻ sống mà cái đầu nó cứ dí tí tới như vậy mà dí rất là lẹ không tài nào có một người nào mà bơi lẹ cỡ đó chỉ à, vì giờ, giờ, giờ có, có, vận động viên vô địch thế giới cũng vậy không bao giờ lẹ như vậy được nó chạy rất là lẹ mà cái cái đầu nó cứ dí tới 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 tới, tới hoài như vậy trời ơi đứa nào đấy nó nó la làng la sớm la làng la sớm nghe bắt đầu nó tới cái cầu đó rồi nha nó qua cái cầu nó vòng ngược trở lại nhà nó nghe bắt đầu chạy nữa thì cái cái đầu nó tiếp tục quay lại dí nữa à cứ quay lại dí dí tới 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 tới, tới như vậy nè mười mấy đứa này nó ra khỏi được cái nghĩa địa rồi nó mừng nó, nó thở chạy mình nói gì nói cũng chạy 200 mét mà chứ đâu phải là ít đâu đứng thở rồi thôi hey, tụi bay ơi hey, tụi bay nhìn coi nó có giấy đâu không hey, mệt quá mệt quá đó mấy ông lớn đi xài mấy ông nhỏ mấy ông nhỏ dòm qua trời ơi trong đó có bạn lợi vừa dòm qua một cái nhân đứa nào đó, nó la um sùm hết trơn đó kìa nó kìa nó nó lên bờ rồi nó lên bờ rồi nó lên bờ rồi con má lên bờ rồi con hà bá lên bờ rồi mới nói gì đó thì mấy ông lớn nghe vậy bắt đầu cũng giờ mà trời ơi khi mà giờ mà thấy rõ ràng Muốn cũng mười mấy đứa thấy Cái bóng nó đen mà đóng nó, nó bóng lưỡng Mình phải dùng cái từ gọi là cái từ bóng lưỡng như con lương vậy đó Mấy đứa đó, nó nói nó là da của cái người đó giống như là da con lương nha mọi người từng thấy con lương chưa Nó bóng lưỡng mà nó nó, nó, nó nhớt mà nó trơn lùi vậy đó mọi người Giống như là nhớt của mình mình đổ trên người vậy đó đó thì cái người đó họ đang đứng như là gần cái mé sông như vậy là họ đứng họ đứng ở trên bờ và họ thấy cái tay họ chỉ lại như vậy nè nhìn không thấy mặt mũi chân tay hết trơn nha không có thấy rõ không mà chỉ thấy là có một cái tay đứng chỉ ra như vậy mà con người nó bóng lưỡng như vậy nè mà giống như kiểu đầu trọc vậy đó không có đầu hay sao mà bóng lưỡng từ đầu tới đuôi tới chân như vậy đó đứng chỉ như vậy là trời ơi đang vừa mới mệt đang đứng nghỉ mệt thấy cái cảnh đó một cái ngang đứa này đạp lên đầu đứa kia để mà chạy chạy la ấm sùm trời đất hết trơn làm náo loạn nguyên cái sớm luôn rồi thì bắt đầu là người lớn người ta ra Nó bắt đầu người ta hỏi chuyện mới kể lại đồ này nọ Rồi từ đó trở về sau là cấm tuyệt đối Không có đứa nào đó đó Mày ghê lắm mày hùng hổ mày dữ dằn lắm mà Mày đi vòng vòng nghĩa địa đồ ghê lắm mà Rồi sao mày thấy nó mày cầu được ước thấy đó Rồi sao nó cho mày thấy rồi sao đứa nào cũng chạy hết trơn vậy Rồi quê đứa nào cũng quê cũng nhục như con cá nục đó rồi cũng không dám nói tiếng nào rồi từ đó trở về sau đó buổi sáng qua chơi ngang. Chứ mà kiểu khoảng cỡ 6 7 giờ là, là đi về mạnh đó là đi về chứ không có dám lại gần cái đề đó nữa. này nhưng mà buổi sáng buổi trưa nọ là vẫn xuất hiện ở đó tập trung để mà chơi năm 10 này nọ độ bình thường. Rồi, đó là cái mẫu chuyện đầu tiên bạn nói về con đề đó nghe. Tới cái mẫu chuyện thứ hai là chính bạn này bạn thấy và bạn chỉ thấy có một mình Và lúc đó là vào cái giờ giữa trưa. Khoảng lúc đó bạn nhớ khoảng cỡ 11 giờ mấy 12 giờ trưa, lúc đó là bạn đi học rồi. Bạn nhớ lớp 5 năm, năm đó thì bạn học khoảng cỡ lớp 4, lớp 5 vậy đó Nhưng mà ở dưới quê đó bạn bạn lợi là bạn nói là học có một buổi ha Chứ không phải như trên Sài Gòn học có hai buổi cực khổ, ngày xưa học có một buổi thôi Đó là bạn học với là bạn học buổi sáng Cho tới trưa về thì ba mẹ bắt là phải ngủ trưa Lợi mày về học xong tắm rửa thay đồ xong lên trên gác nằm ngủ con đó ngủ cho tới một hai giờ dậy rồi muốn đi chơi gì đó chơi cơm nước xong bài dở xong rồi muốn đi chơi gì đó chơi nhưng mà con nít mà nhất quỷ nhì ma thứ ba là mấy đứa học trò thành ra đó là bạn nghe nghe vậy đấy chứ ba mẹ ông bà dặn dặn ông bà dặn xong bà đi hả mấy ông bà đi công chuyện đâu này nọ đồ à nằm giả bộ nhắm mắt để đó canh mà nghe tiếng ba mẹ vừa đi vừa khóa cửa cái là bạn tỉnh dậy liền 11 giờ mấy chui lỗ chó mà lúc đó thì kiểu như mình đi lén mà không không cũng không có dám đi xa nhiều khi đi xa hồi về không kịp tía má thấy tía ma quánh đó không có dám đi xa mới đi làm sao mới đi ra sau hè mới lại cho cái đề đó mặc dù biết là mới một hai năm trước gặp ma gia hà bá ngoài đó nhưng mà một hai năm nó cũng lâu lắm rồi quên rồi đó ra mà đó làm gì bắt ba con còng con cua con tép đồ đào mấy cái hang nè mấy đứa nhỏ ở dưới quê mà đó ở trần người thì ở trần mặc cái quần đùi ở trời trưa nắng trang trang vậy đó lại nghe mấy cái bờ đìa bờ mương nè coi có cái cái lỗ nọ đồ bắt đầu móc cái tay vô kiếm ba khía kiếm mà rắn mối kiếm cái này cái nọ đồ chơi thì ngay lúc này bạn mới thấy cảnh tượng như vậy nè người tưởng tượng à, mình là một đứa con nít thì mình ngồi xuống mình ngồi cái bờ ao mình thấy mấy cái lỗ cái mình ngồi mình móc móc cua móc ba móc, móc ghẹ nọ đồ đó thì mình cứ ghẹ làm gì có ghẹ <laughs> làm gì có xong kiểu như ba khía đâu hen đó thì mình ngồi kiểu như mình ngồi mình khum là cái con mắt của mình lúc nào mình cũng tập trung mình nhìn ở dưới hết trơn mình cũng khum khum cái đầu như mày mình nói giống như đi cấy lúa vậy đó À, kiểu như là chổng cái mông kiểu như là bán bán mặt cho đất bán lưng cho trời đó ha là cứ móc móc cứ khum khum xuống móc móc như vậy nè thì lâu lâu cái mỏi lưng quá cái bắt đầu là bạn mới ẩn ẩn cái lưng lên mình ngẩn ngẩn mình ẩn ẩn cái lưng cái chỗ đỡ mỏi thì cái lúc đó cái lần đầu tiên đó khi mà bạn ẩn cái lưng lên như vậy đó thì bạn thấy là ở bên đề bên kia bên đề ở bên đề bên kia mà trong nghĩa địa luôn nha là bạn thấy có hình như là mình bạn nghĩ là chắc là một cô gái hay sao đó mặc một cái bộ đồ mà màu trắng mà nó hơi rộng chút xíu mà kỳ cục lạ đời cái là con này cố đứng của giang tay như vậy nè người tưởng tượng không cổ đứng cổ giang mình nói là cố cô... bạn nói bạn nói giống như là những cái con mà cái con hình cái hình nộm mày nọ Ở ngoài ruộng cái con đó tên gì là mình quên rồi mình mất tự nhiên đột ngột mình quên mất cái tên con đó thì ở, ở giữa ruộng hình thường ta cấm cái con gì đó mọi người nói cái con như vậy là kiểu như đưa giang hai cái tay như vậy nè thì cái cô gái đó bạn lại bạn nói là y chang như vậy luôn bạn bạn móc móc bạn ẩn nhưng bạn dòm dòm bạn nhìn xa xa lúc đó cách bạn khoảng cỡ là ba bốn chục mét lận là có cái gì đó cô gái mặc nằm trắng tóc dài dài tự nhiên đứng gian tay ra thì cái ông lợi này ông nghĩ thôi chắc ta tập thể dục kiểu như là ờ là một hai gian tay này nọ rồi kiểu như tập thể dục này nọ rồi bạn cũng không để ý đâu mình lo mình 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 móc cua móc ghẹ nọ đồ mình ghẹ nữa móc cua móc ba khía đồ để mình chơi hồi nó chút xíu rồi tía má về mình còn mình còn trốn mình về kiểu như vậy thì cũng móc móc cũng khoảng cỡ là ba bốn lần ba bốn lần đang không không bốc bốc mỏi cái lưng mới ửng cái lưng dòm thì bắt đầu cũng thấy cô đó cô đứng im cô giang cái tay như vậy nè thì sau ba bốn lần có nghĩa là khoảng cỡ hai chục phút nửa tiếng rồi bạn mới nghĩ trong lòng đó ủa cô này có tập thể dục cái bộ môn gì mà nó kỳ vậy cái bộ môn tập thể dục gì mà đứng im có một chỗ rồi giang hai cái tay rồi, rồi tập kiểu gì rồi khỏe chỗ nào không lẽ khỏe hai cái cơ nách sao kỳ vậy sao đứng im mà giơ hai tay vậy hoài đó thì tới cái lần thứ tư như vậy bạn thắc mắc quá đi với lại cũng chán rồi bắt hồi nãy giờ không được con cua con ba khía nào chân chán quá đi bạn cũng đứng là bạn dòm bạn cứ dòm xa xa bạn cứ đứng bạn dòm dòm nó sao cái bà đó mới đứng mà gian tay kỳ cục vậy ta à, không có nghĩ là ma đâu tại vì con nít ngày xưa nó nghĩ trời ơi chưa trời chưa trật 11, 12 giờ trưa nắng bể cái đầu thì ma làm sao xuất hiện được ma thường sợ buổi sáng sợ ánh nắng kiểu như vậy đó thành ra là bạn không có hề sợ mà cứ dòm dòm nói ủa bà này bà nào vậy ta giống chữ thấm ở dưới làng kiểu kiểu như vậy thì khi mà đang dòm 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 như bắt đầu là bạn thấy cái người đó di chuyển từ từ dang cái tay như vậy nè mặc cái bộ đồ trắng cái đầu thì cuối cuối như vậy nè đã bắt đầu là mới di chuyển từ 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 đó như vậy nè bạn cũng dòm cái bà đó đi đâu ta tập cái dụng mà đi đâu đang dòm 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 từ trên dòm dầm dầm xuống dưới cái chân trời ơi dòm xuống dưới cái chân nha cái bà đó nhưng bắt cách cái mặt đất cũng phải là cỡ hai gang tay có nghĩa là rất là cao hai gang tay như như thế này nè mọi người là nó cao giống như là, giống như là bà đang lơ lửng lơ lửng bạn vừa phát hiện một cái bạn hết hồn bạn bật ngửa kiểu như bạn bật ngửa như vậy nè mình không có kiểu như mình quán mình không có chạy kịp bạn bật ngửa như vậy thì bạn vừa bật ngửa là cái người đó họ lướt lại cực kỳ lẹ mới vừa thấy đó xa xa ba bốn chục mét mà nhắm mắt mở mắt cái một hai giây sau là lướt kế bên bạn luôn rồi là bứng đứng bên kia cái bờ đề rồi trời ơi bạn ở đây nha bạn nói bạn bạn như bò lùi mình gọi là bò bò lùi đó mọi người ơi ơi cái lùi 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 cái người lại như vậy nè thì khi mà đang lùi bắt đầu thấy cái cô gái đó cổ còn lướt đi ngang qua cái đè luôn cái chân mà không đụng mặt nước mà mọi người tưởng tượng cái chân không đụng mặt nước luôn lướt đi ngang cái đề mà lướt từ 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 trời ơi bạn nói bạn sợ nha bạn lùi 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 nguyên một người bạn bạn chà bạn lăn lê bò lết họ bắt đầu là bạn quay bạn quay người lại được chỉ như mình đang lùi nhưng mà mình quay bạn quay người được bắt đầu là bạn bò bạn chạy bạn la um sùm chạy đất hết trơn chạy vô nhà chui vô cái lỗ chó bắt đầu là nhảy lên trên nệm nằm bắt đầu là chùm mờ lại rung như con cầy sấy chút xíu nữa ha tía má đồ về bạn chạy ơi tía má ơi con gặp ma đồ này nọ đồ người sình bùng không này nọ đồ đó rồi tía má cũng ừ gặp cái gì đồ này nọ mới kể lại kể lại xong bị quýnh bị quýnh bữa đó bạn nói bị quýnh đâu cũng mười mấy hai chục cây à cái tội thứ nhất <laughs> tao kêu ngủ trưa mà trốn đi cái tội thứ hai là ở ngoài đó là hôm là là một hai năm trước là cái đám tụi mày gặp ma là bên đây là đã, đã cấm rồi người lớn đã cấm không cho đi ra đó mày lén lúc sao mày cũng ra đó mày chơi được chưa rồi cái tội thứ ba nữa mình mẩy dơ hầy lăn lê bò lết ở gần cái đìa thì mọi người biết rồi sình bùng không rồi bắt đầu nó chạy lên trên giường nó trây nó trét ta nói ngang nó dơ hầy ra niệm mền gối này nọ đồ nó dơ hầy luôn đó rồi góp mấy cái tội đó Bây giờ discount cho mày 50% cái vụ mày gặp ma ha, Đáng lẽ quýnh cho mày là bốn năm rồi thôi mày gặp ma Tội nghiệp đó giảm giá cho mày 50% vậy đó ha miễn ship luôn ha rồi quýnh chừng khoảng mà nói là nhớ quýnh khoảng cỡ mười mấy hai chục rồi không phải là nói giỡn đâu nha thật sự là bạn bạn lại bạn nói đúng là có là có nghĩa là bạn còn nhớ rành rành luôn á là ba mẹ cộng tới mấy cái tội đó cứ tội 10 cây thì bốn tội vậy là bốn chục cây nhưng mà do mày gặp ma mày sợ quá thôi bây giờ tao bớt cho mày tao giảm cho mày là hả hai chục cây là quýnh mày còn mười mấy hai chục cây thôi là có thiệt chứ không phải là mình mình nói chơi đâu mình mình dùng cái chữ đích khao năm mươi phần trăm thôi nhưng mà là có thiệt đó là quýnh một cái là để đời luôn đó là từ đó trở về sau là bạn không bao giờ bước ra đất có chơi thì ra trước nhà, ví dụ như lén ngủ trưa thì ra trước nhà ngồi chơi, leo lên cây trứng cá, hái trứng cá đồ ăn chơi thôi chứ không bao giờ dám bước ra ngoài cái đường mương đó thêm một lần nào nữa hết trơn. À, thì rồi, đó cái sau cái câu chuyện thứ hai này thì bạn nói là tầm khoảng bằng lớp 7, lớp 8 gì đó là bắt đầu á, là người ta bắt đầu tới, người ta bắt đầu lắp cái đìa ở lại. Rồi khi mà lắp cái đìa ở lại nhà dân chúng người ta rất là mừng. Thứ nhất là có đường để mà giao thông giao thương qua lại chứ mỗi lần đi muốn đi qua đè đó ngang là phải đi đường vòng một hai trăm mét tới cầu nó cực quá cái thứ hai nữa đó là không chỉ là con nít mới gặp ma ở trong cái con đè đó mà thậm chí người lớn nhiều khi đêm hôm đi xịt cá đi bắt ếch bắt cóc đó rồi bắt đầu đi chợ đi bố thì thường xuyên cũng thấy thấy bóng trắng lướt tới lướt lui rồi thấy mai da hà bá tùm lum hết đâm ra là nhà nước bắt đầu là đưa chỉ thị xuống là lắp cái đìa lại làm cái con đường kết nối nọ đồ là người ta rất là mừng luôn cứ tưởng đâu khi mà lắp lại như vậy rồi là không còn ma nữa ai cũng tưởng như vậy hết trơn đâm ra nó mới tới cái câu chuyện số 3 cái lúc đó khi mà lắp cái đìa lại rồi thì bạn đi ra đằng sau bạn chơi là tía má không còn nói nữa tại vì đìa lắp rồi thì thôi chắc không còn ma nữa với lại cũng một vài năm đó bạn nhớ là cũng có rất là nhiều người ta tới người ta bóc mộ nha bởi vì bên nhà nước người ta nói ờ à, là con đường nó thứ nhất là làm như vậy nhưng mà tiếp theo là năm 7 năm nữa là sẽ mở rộng con đường ra dân cư càng ngày càng đông rồi đó bắt đầu là bây giờ phải bốc mộ thì bắt đầu là người ta mới liên lạc kiểu như liên lạc trong vòng một một vài năm trước người ta nói ờ à, là 3 bốn năm nữa là là nhà nước phóng đường đó bây giờ này người thân này nọ đồ nằm ở đây là có người nhà tới bốc mộ đi rồi nhà nước hỗ hỗ trợ tiền cho dời mộ rồi nọ đồ thì trong vòng vài năm như vậy là cứ khoảng một hai tháng là có một hai người tới bốc mộ lên bốc mộ lên từ từ thành ra là cái nghĩa địa nó càng ngày nó càng ít mộ thành ra là bạn đi ra bạn chơi là ba mẹ không còn ý kiến gì nữa nhưng mà rồi cho tới một hôm đó bạn mới thấy được một cái Bạn đó là bạn nói chuyện với ma mà bạn không hề hay biết luôn mọi người tin không? Cái lúc đó đó thì bạn nói là tầm khoảng cỡ đâu 6 7 giờ chiều bạn có mới vừa đi đá banh với lại mấy tụi nhỏ trong cái ruộng mà giống như là cái mùa mà hết hết gặt kiểu như lúa chín là mọi người người ta gặt xong rồi còn cái miếng đất trống là mọi người người ta ra đá đá, banh thì trời cũng mưa lâm đâm thành ra là người về lúc mà về tới nhà là khoảng cỡ 7 giờ mấy là là chân tay là coi như là là là, là dính sình bùng tùm lum rồi mà ba mẹ không có nhà chỉ có bài gì bà đó là bài gì ba ba ở nhà như vậy đó đó thì bạn mới ra đằng sau hè bắt đầu là lúc đó thì nhà thì có nhà tắm nhưng mà bạn nói là giờ người nó dơ quá thì bạn mới đứng ngay chỗ cái lu nước cái miền tây mình thì đằng sau hè nó có mấy cái lu nước nước mưa như vậy đó thì bạn mới đứng bắt đầu là bạn đứng kế bên bà dì ba nha bà dì ba ba cách bạn khoảng cỡ đỡ 5 mét thôi là bà đang đứng ở sau bếp cái cái cái, cái gian bếp đằng sau nhà đó bà đang đứng mà nấu nướng như vậy nè còn bạn thì bạn đứng ngay chỗ cái lưu đó, đó bắt đầu là bạn mới mở cái nắp lưu ra bạn đứng bạn sói Thì bạn sói như vậy thì bạn đứng ngay chỗ cái lưu này thì ngay chỗ cái nghĩa địa với cái con đường mà cái địa ngày xưa đó Là nó chỉ cách bạn khởi độ 10 mét thôi thì lúc đó là trời nó tối đen như mực Bạn không còn thấy cái gì nữa trơn á thì cũng đứng mình, bình thường mình cũng đứng mình dở luôn nước mình đứng mình sói mình lột cái cái áo rồi mặc mặc cái quần như vậy nè sói cho nó bớt sình cho nó sạch sẽ rồi mình vô nhà tắm mình tắm sau <laughs> Thì bạn đang đứng sói ngồi sói gần xong rồi đó thì bạn thấy là ở trong cái bóng đêm như vậy đó là lù 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 là đi ra là có một cái ông già. Chắc khoảng cỡ 8 chín chục bảy tám chục thấy đi lụm khụm lụm khụm mà tay còn chống gậy nha mà mang chân không không có mang dép bạn nói là mang chân không thành ra bạn nói ủa ngộ mấy ông này ông đâu mà tự nhiên ông đi trong nghĩa địa ông đi ra ta ông đi trong đường đó ông đi ra mà ông mang chân không vậy đó thì bắt đầu đi tới gần gần bắt đầu là đứng cách bạn khoảng cỡ bốn năm mét như vậy nè không có đứng gần kế bên nha mới đứng bắt đầu là mới dùng cái cái bắt đầu mới giọng nó mới nói mà cái với một cái giọng người già mà cái giọng nó rất là yếu ớt luôn mọi người mới hỏi gì nè con, con ơi con cho 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 ông hỏi cái con ơi con thì bắt đầu bạn cũng đứng bạn vừa xói nước cho bạn bạn vừa kỳ kỳ nó dạ dạ có gì là ông, ông ông hỏi đi ông ủa con con cho ông hỏi cái 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 đìa ở đây đâu mất tiêu rồi con thì ban bắt đầu nó hữu cái đìa nào ông đi có đìa nào đó nó mấy mấy năm trước đây có cái đìa đó con cái đìa của, của ông đâu rồi con ông ông đi tìm cái nhà nhà ông kế bên cái đìa rồi cái đìa đâu mất tiêu rồi ông tìm không được nhà thì bạn cũng nói đó dạ dạ ông ơi cái đìa đó là là cái cũng một hai năm trước là người ta lắp cái đìa rồi người ta làm đường rồi ông ơi ừ, không còn cái đìa nữa ông ơi ông tìm nhà ông tìm nhà ai ông tìm nhà chú tám hay nhà chú chín nhà chú tám ông qua đây ông quẹo phải còn nhà chú chín ông quẹo trái kìa ờ, à, nó bắt đầu ông đó ông không có trả lời nữa mà ông nói như vậy nè Ơ ừ, ủa cái đìa lắp rồi hả con mồ tổ ơi giờ nó lắp cái đìa rồi ông kiếm nhà ông đâu ta Ừ, nhà ông kế bên cái địa mà cái ổng lẩm bẩm lẩm bẩm cái ông quay lưng ông quay lưng ông đi lại trong cái nghĩa địa ông đi lại trong bóng tối mà ông vừa đi ông vừa nói vậy nè ủa cái địa lắp rồi hả ta ơi ừ, nhà tôi đâu giờ nhà tôi kế bên cái địa mà ta sao cái địa lắp mất tiêu rồi mà cứ vừa đi vừa lẩm nhảm đi vô như vậy nè bạn đứng bạn cũng gãi gãi đầu nói gì trời ông này từ đâu về trời cái địa người ta lắp năm mấy nay rồi mà giờ này hỏi đi ủa mà lúc trước lúc mà còn cái đìa còn cái địa thì đâu có nhà cửa gì đâu ta mà sao ông nói thì nhà ông kế bên đìa là sao À thì cũng lúc đó thì bây giờ mọi người nghe thì mọi người cũng đã mường tượng ra rồi đúng không nhưng mà rồi cái ông lợi đó ông không có biết trời ơi nói chứ thời điểm đó là ông mới có lớp lớp bảy lớp 8 chứ bao nhiêu còn khờ dữ lắm cứ đứng cứ gãi gãi đầu nói như vậy thì chút xíu bà gì ba bố qua nói đấy xói nước lẹ lẹ đi vô mà làm gì mà đứng mà làm nhảm nói chuyện mình mày mày đêm nữa đêm nữa mắc bố hay gì nói chuyện mình vậy đâu có đâu gì ba con nói chuyện với ông kia không biết ông nào ông tự nhiên ông từ trong đó ông đi ra ông hỏi cái đìa ở đâu ông nói nhà ông kế bên cái đìa mà cái đìa bên nhà mình lắp cách đây cũng năm mấy nay rồi mà làm gì có nhà cửa gì nó mày khủng đi nãy giờ tao thấy tao tao giờ mày hồi nãy giờ mày đứng mày nói chuyện mình mày mày đứng mày gãi đầu gãi tay này nọ mà đứng mày nói chuyện mình làm gì có ai nói chuyện với mày thôi xói nước lẹ lẹ vô một hồi tía má mày về thấy đồ mày dơ quánh mày nữa bây giờ đó trời ơi, dì ba đừng làm sợ gì ba con đứng đây con nói chuyện với ông già mà con còn tính quay vô nói gì ba để kêu gì ba ra chỉ nhà ông đang đi kiếm nhà gì đó đó ông đứng kế bên con cách con ba bốn thước nè ông đứng nói chuyện với con nè nó có đâu mày ơi mày khùng điên vừa phải thôi rời, rời, gần nghĩa địa mà nói chuyện tào lao mới lao tao không thấy người nào hết trơn thấy con mình mày đứng nói chuyện mình trời ơi cái lúc đó nhan bạn tá quả tâm tinh bạn chạy lại bạn ôm bà dì ba bạn khóc lóc um sầm hết dì ba ơi vậy là con nói chuyện với ma ơi dì ba ơi con nói chuyện với ma trời ơi khóc ôm la um sùm chút xíu à rồi thì ngồi nữa bắt đầu là tía má về rồi dì ba mới cũng dẫn lên bắt đầu cũng kể lại câu chuyện như vậy mà có gì ba làm chứng là rõ đành đành là tôi thấy tôi đứng đó tôi thấy nó đứng nó xối nước cái hồi tôi nói nó quay qua nó nói nó nói xí xa xí sổ nó nói cái gì đó mà nó cứ dòm trân trân vô trong nghĩa đĩa nói chuyện nó biết nói chuyện với ai tại nhiều khi tôi tưởng trời ơi mấy đứa này nó mới lớn nó biết yêu biết đương rồi nhiều khi nó ca nó hát nữa đứng nó ca nó hát nó nói chuyện mình cũng bình thường mà hồi nữa thì nó nói là có ông già nào tới hỏi chuyện đó tôi cũng không biết luôn à, rồi xong tía má nghe vậy là rồi lại một lần nữa cấm tiệt đổi thôi còn ơi mốt con tắm con vô nhà tắm con tắm đi mày là yếu vía này nọ đồ lúc mà còn cái đìa là mày đã gặp hai ba lần rồi bây giờ á cái đìa lắp rồi mộ người ta cũng về đi một mớ rồi mà bây giờ mày vẫn còn gặp thôi con ơi mốt rồi trời buổi sáng nó con ra con làm đó làm tắm rửa buổi sáng ngoài đó đi chứ mà còn chiều tối là mơn làm phước thôi thôi con đi vô trong đây rồi con tắm đừng đứng ngoài nữa rồi bữa hai bữa nữa chắc là tao dẫn mày lên trên chùa xin một vài cái lá bùa để đeo vô người cho nó bớt con ơi à rồi có nghĩa là bạn này bạn yếu vía bạn mới thấy như vậy thì sau đó bạn cũng rút kinh nghiệm bạn cũng không còn dám đi ra ngoài đó vào đêm hôm nữa rồi đó là cái câu chuyện thứ ba và sau đó đó à thì cũng hết những câu chuyện của bạn này gặp rồi nhưng mà nó có thêm một cái câu chuyện cuối cùng nữa nho nhỏ thôi về cái câu chuyện tâm linh thôi chứ không có ma cỏ gì hết trơn thôi sẵn đây mình cũng kể luôn cho nó hết ha. <laughs> bạn này bạn nói đó bạn nhớ cái năm đó là cái năm mà học lớp 9 Cái lúc này thì nhà nước là coi như là còn khoảng cỡ vài tháng nữa Coi như là cuối năm đó, đó là họ sẽ phóng đường Thành ra là họ rất là ráo riết mà họ kêu gọi những người trong xã người ta Thông báo trên loa đài cũng có rồi gửi giấy về nhà cũng có là ừ là coi ai mà còn người thân mà nằm ở ngoài chỗ cái nghĩa địa mà cái địa ngày xưa đó lúc đó bạn nói đâu còn tầm khoảng cỡ mười mấy ngôi mộ hả còn khoảng cỡ mười mấy ngôi mộ thôi là ai mà có người thân thì tới bốc đi lên đây lên chính quyền trình bày xong thì người ta sẽ hỗ trợ mỗi ngôi mộ như vậy đó là vài trăm triệu gì đó đó để mà tiền để mà bốc mộ lên để mà là đem vô chùa gửi hay thiêu gì đó à còn nếu mà tới đúng kỳ hạn ở cái ngày đó ngày đó đó nha mà mộ không bốc đó thì bên nhà nước sẽ đứng ra giải quyết luôn là họ sẽ tự họ bốc lên như vậy rồi họ gửi trên chùa đó, họ gửi trên cái chùa cái chùa đó, đó 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 như vậy đó thì ai mà có người thân thất lạc thì lên đó kiếm đó có nghĩa là thông báo rất là nhiều bạn nói là hầu như là cứ hai ba bữa là nghe trên lo mà lo đài mọi người biết rồi lo xã lo đài nọ đọ, rồi là thông báo này nọ rất là nhiều rất là ráo riết luôn thì trong vòng một vài tháng đó thì cũng thêm được khoảng chừng hai ba người tới bốc mộ tính chung quy còn lại đâu khoảng cỡ đâu hơn 10 ngôi mộ là giống như là chắc là người dân người ta đi rồi dân tứ xứ một là cũng chết hết hoặc là người ta cũng là đi, đi nước ngoài hay là lên trên Sài Gòn hay sao rồi không còn ai ở đó hết bỏ hoang bỏ phế nói chung là mộ hoang vô chủ thì những ngôi mộ đó mình không có nói tới đi bạn chỉ nói bạn nhớ là cái lần cuối cùng bốc cái ngôi mộ cuối cùng ở ngoài đó đó là có có gặp một cái chuyện này nó rất là ghê lúc đó, đó nha bạn nói là hình như cái ngôi mộ đó là người thân rất là giàu cách đây câu chuyện này nó cách đây cũng khoảng là cỡ chục năm rồi đang chục cũng ở à, cũng gần chục năm hơn chục năm rồi mà xe hơi nha xe thấy xe hơi rồi đậu đậu ké nhà bạn mà vô nói chuyện với ba mẹ bạn cho đậu ké xe hơi mà ba bốn chiếc mọi người xe xịn 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 không mà xuống ta nói ngang uh, mặc áo dài nha, mặc áo dài nọ đồ nhìn nó kiểu như mình gọi là họ mặc đồ giống như là gọi là họ mặc đồ đi chùa mọi người tưởng tượng không mặc đồ đi chùa có vài người mặc đồ lam À, với như Phật tử gì đó, có vài người mà áo dài Còn đàn ông đó, thì bắt đầu là, là, quần tay, áo sơ mi, chỉnh tề, bỏ ông thùng như là đi đám cưới gì đó Và song song đó là có thêm một vài cái cái vị sư nữa À, bắt đầu mới tới đó, bắt đầu là mới tới một cái ngôi mộ À, chắc có thể là người thân người ta Rồi, bắt đầu là mới đào cái mộ lên Bạn cũng không có quan tâm đâu, bạn nói là bạn bạn nghĩ là bình thường đào mộ như vậy thì Nhiều khi người ta kỹ lưỡng, người ta cúng kiến bạn chứng kiến rất là nhiều những cái việc đầu một thì thường là khoảng cỡ ba bốn tiếng đồng hồ là tới là tới hộp đây đó là đem hòm lên đồ này nọ đồ bắt đầu là rã ra rồi hốt cốt đem đi hết cả một cái quy trình đó khoảng cỡ bốn năm tiếng thôi nhưng mà rồi hôm đó sáng sớm bạn đi học đi tới trưa về bạn vẫn thấy chưa xong bạn ngủ một giấc trưa xong bắt đầu bạn đi ra bạn đá banh cầu lông cà phê cà pháo với bạn bè lúc đó thì cũng lớp 9 rồi cũng lớp 9 rồi cà phê cà pháo bình thường cho tới khoảng cỡ bốn năm giờ chiều bạn quay trở về luôn vẫn chưa xong bạn nói ủa gì kỳ ta bình thường nhớ đầu mộ này rồi này, này, này. Ừ, lẹ lắm mà cỡ bốn năm tiếng đồng hồ là xong rồi thì bắt đầu nhận nhiều chuyện bạn thấy là kỳ lạ ăn ra mà nhiều chuyện thì bắt đầu là thấy dân chúng rồi người ta bu lại nha người ta nói người ta đồn trời ơi gì kỳ vậy ta không lẽ cái mộ nó có chân nó đi sao kìa kìa đây biết đâu rồi à, tôi thấy đào mộ lên nói mà sao đào xuống bây giờ là là bốn năm mét rồi có nước rồi nọ đổ dưới là đụng mạch nước ngầm luôn mà không thấy cái mộ đâu hết trơn đó vậy kỳ vậy ta, sao kỳ vậy có quan mộ có này nọ đồ mộ đất mấy năm nay mà sao bây giờ sao ở dưới không có quan tài rồi cái xác ở đâu nói chung là trời dân chúng ta làm cái chuyện nó kinh dị dữ lắm rồi nó trời cái gì kỳ vậy ta sao rõ ràng có mộ mà trong mộ lại không có quan tài này nọ đồ sao kỳ vậy thì ngay lúc này bắt đầu mới nhìn xuống hiện trạng thực tế có nghĩa là cái người dân người ta đào đó những người mà đào mộ đó người ta đào xuống khoảng cỡ 4-5 mét đất thì người ta mới đụng một cái mạch nước ngầm bắt đầu là nước nó xì ra và coi như là nó lấp lại hết luôn đó là coi như là từ cái mực nước nó xuống dưới là còn khoảng cỡ 5-10 mét gì nữa đó thì không tìm thấy cái quan tài đâu hết mà làm sao lặn được lúc đó phải phải có bình oxy chứ bây giờ người bình thường mình mình lặn khoảng cỡ 4-5 mét nước là mình chịu hết nổi rồi cái lỗ tai nó nhức dữ lắm Người ta cũng cố gắng người ta xuống dưới người ta lặn dữ lắm lặn một hơi một hồi cũng không thấy quan tài đâu hết trơn Người nhà ở trên đây nha người ta nói nó khóc lóc rồi làm tùm lum tùm la rồi làm bàn cúng cúng kiến ấm sùm trời đất hết trơn á cũng khoảng đâu khoảng cỡ đâu tới năm sáu giờ chiều luôn vẫn không thấy quan tài đâu à thì rồi ngay cái lúc này có một cái ông kia ông này ông đi ngang một cái ông cực kỳ bình thường không có một cái vẻ ngoài mà gọi là thầy bà cái gì ghê thậm chí là thấy còn sai xỉn nữa đi mà còn cà niễn cà niễn một cái ông trong sớm bình thường đây à thì ông đi ngang cũng vô nhiều chuyện hỏi vụ gì vậy nọ sao vậy nọ đâu người ta cũng kể lại thôi mày chỗ người ta đang làm diễn nghiêm túc ta đang đi kiếm quan tài nhà người ta đó ta đào lên mà sao từ sáng tới giờ chưa thấy hòm hiếc đầu đâu người ta đang rầu ông sai xỉn ông tới ông nói tùm lum ổng kia ông, ông, đẩy người này đẩy người kia ông chen vô ông đứng ngay giữa cái hố như vậy đó cái hố của lúc mà quan tài mọi người cái cái Ông đứng ngay đầu hố ông bắt đầu ông dòm xuống nấu vậy nè thôi người nhà người ta tới người ta rước rồi quyến lý cái gì nữa ở đây làm chi thôi đi nổi lên đi cho người ta vớt đi vô gửi trong chùa đi trời ơi đây người ta đi hết trơn rồi người bạn bè đồ nọ đồ, đồ người ta hốt cốt tôi đi hết trơn rồi ông nằm đây mình làm gì lạnh lẽo cô đơn vài bữa nữa nhà nước người ta phóng đường rồi nọ người ta cũng đem lên chùa người ta gửi cũng vậy, vậy thôi con cháu ta cực khổ xa xôi tới ta rước lên rồi thôi lên đi ông ơi nói tỉnh bơ trời ơi ở đây người ta nói người ta bụng mẹ không kịp ở đây là người nhà người ta khóc tới khóc lui tùm lum tùm la người ta thương cha thương chú người ta người ta khóc ông tới ông đứng ông dòm xuống ông nói với bạn ông như đó ông nói kiểu như ông nói tầm bậy tầm bạ tất cả mọi người đều nói ông này là ông tầm bậy tầm bạ sai xỉn vô rồi quậy phá um sùm nó đây chỗ người ta đang thờ cúng linh thiên chuẩn bị nó bốc mộ mà làm tầm bảy tầm ba bắt đầu đẩy ông ra nhà kéo ông ra, đi đi ông ơi chỗ đang làm sai xỉn vô nói tầm bảy tầm ba người nhà người ta khóc xỉu lên xỉu xuống ở đây ông vô ông làm tùm lum tùm la thì vừa mới đuổi ông ra thôi nha mấy người người ta ở dưới ta la lên nổi rồi nổi rồi mổ rồi, rồi hòm nổi rồi hòm nổi rồi hòm nổi rồi trời ơi đây bốn năm người nọ đồ người ta dòm xuống cái hòm nổi lên mọi người Trời ơi, ta nói như là rợn da gà hết trơn nha, quay qua lại cái ông xỉn xỉn đó, ông cười. Chỉ giống cười, ha <laughs> đi rồi ha, ừ, ờ, ừ, đi đi chứ trời đất ơi, ở đây làm chi, vài bữa nữa nó phóng đường ra, nó hốt đem lên chùa cũng vậy à. Thôi thôi, đi đi nha, đi đi nha, rồi ông quay qua, ông đi, cà niễn, cà niễn, ông đi, tỉnh bơ như vậy. Người nhà dí theo nha, gửi tiền trà nước 500 triệu, 2 triệu, không lấy là không lấy. Thôi lấy làm gì, tôi làm gì đâu, thì đi, 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 ổng quyến liếng ở đây, thôi tôi tới tôi kêu trời ơi tôi đây tôi thấy ổng hoài cái gì ổng quyến liếng thôi tôi kêu ổng ổng đi rồi ổng chịu đi thôi trời ơi tiền bạc làm gì Đã, trời rồi một cái người sai xỉn một cái người mà ở trong xã hội người ta không coi ra cái gì hết trơn mà làm được một cái chuyện nó kinh thiên động địa như vậy Người tưởng tượng được hôm tới nói vài câu cái một cái cái hòm nổi lên liền luôn ở đây bắt đầu là người ta vớt cái hòm lên vừa đem lên để xuống đất cái là coi như là nó nó nát bét hết trơn rồi tại vì nó mục rửa nó ngầm ở gì đó kiểu như là chúng cái mặt nước ngầm á cái lúc chôn thì không có nhưng mà rồi từ từ bắt đầu không biết làm sao thì nước nó mới đổ vô trong hòm mà suốt mấy chục năm trời là nó rụt nó rượu cỡ nào để mọi người tưởng tượng vừa dớt là mà dớt từ 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 đem lên tới là nó bể tan nát ở trong đó là hài cốt này nọ được thiếu điều muốn một mục rửa luôn rồi rồi ở đây cũng đi ra cũng mua rượu trắng về rửa này nọ rồi bắt đỏ bỏ vô trong một cái khạp đó bắt đầu mới đem đi à là như vậy mọi người ha và cái chi tiết mà ghê nhất lại gì cái ông sai xỉn đó đó ổng nói là ổng thấy cái ông đó hoài ổng còn biết là cái ông đó quyến liếng tại vì nằm mấy chục năm không chịu đi nữa là sao lúc này ở trong xóm người ta mới nói với nhau hèn gì lâu lâu thấy cha nội đó cha xỉn cha vô trong nghĩa địa cha ngồi cha nói chuyện với mình bây giờ mới biết là không phải ổng nói chuyện một mình ổng có nói chuyện với người khác đó chẳng qua là mình không thấy thôi bây giờ mới biết à là ẩn sau một vẻ ngoài sai xỉn như vậy ở bên trong là một cái cốt cách một cái người mà khá là kinh dị ha mọi người ha và giống như là họ có duyên với lại tâm linh luôn mà chẳng qua họ chọn một cuộc sống mà họ muốn tự do tự tại ăn nhậu như vậy thôi ha mọi người ha đó là một cái chuyện mà nó rất là kỳ diệu và trong sớm của bạn nổi tiếng tới bây giờ luôn á về dưới sớm của bạn mà hỏi ở ừ, con đìa ngày xưa nọ đồ là tất kể là binh thiên chuyện ma gọi là binh thiên ở dưới đó rất là nhiều luôn nha mọi người nha rồi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn à, Lâu lâu cái giọng mình nó tốt tốt, mình sẽ kể nó hơi dài dài chút xíu nha Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này à, Rồi, nhớ kỹ giúp mình cái hay Nếu mà à, những người nào, người lớn mà muốn mua hàng đó mà cho con em nó ăn ké chung đó Thì mua hũ nuôi này Còn nếu không mua hai hũ cho rẻ, tiết kiệm được 40 ngàn nha Và ai nhớ kỹ giúp mình cái đi nghe Mình nhờ giả mọi người cái mua hàng trên Shopee đó nhận được hàng rồi quay lại đánh giá sản phẩm cho mình cái cho mình thêm được theo dõi trên shopee nữa để mình còn bán được cho những cái người khách ngoài không phải là khán giả của mình ha thì mình bán buôn càng được thì mình lại càng sung sức mình kể chuyện nhiều hơn rồi thôi cảm ơn cả nhà cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha vũ mập xin chào tất cả mọi người